Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 41. Chẳng mấy chốc, nhân viên đã gói xong hộp quà, sau đó đưa cho Diệp Quân, run giọng nói, đại ca, đây ạ. Diệp Quân hỏi, bao nhiêu tiền? Nhân viên vội lắc đầu, không, không cần tiền. Diệp Quân khẽ cười, không cần tiền, thế chẳng phải tôi trở thành cướp rồi à? Nhân viên còn định nói gì đó, Hiu Hiu ở một bên bỗng lấy mấy tờ tiền hoa hạ ra đưa cho cô ta, nhân viên do dự rồi cũng nhận lấy. Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn xoay người đi khỏi đó. Hiu Hiu trợn mắt nhìn cô gái đó, tôi đang cứu cô đấy, có biết không hả? Cứu cô đấy. Nói rồi cô ấy xoay người đi. Cô gái ngồi phịch xuống đất, nhưng sau đó cô ta lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, run giọng nói, tôi bị bắt nạt, tòa nhà ngân tỏa. Hai người Diệp Quân ra khỏi trung tâm thương mại, Diệp Quân nhìn Hiu Hiu bên cạnh cười nói, cô sợ tôi giết cô ta à? Hiu Hiu gật đầu, tôi sợ xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, cô có lòng thật đấy. Hiu Hiu do dự rồi nói, anh không tức giận à? Diệp Quân lắc đầu, tôi không phải là tên cuồng giết người, tất nhiên sẽ không tùy tiện giết người chỉ vì một chuyện nhỏ, tiền đề để tôi giết người là đối phương muốn giết tôi. Hiu Hiu mỉm cười nói, giống tôi nghĩ. Hai người đang định lên xe thì lúc này, mấy chiếc ô tô đột nhiên từ đằng xa chạy tới rồi dừng lại trước mặt hai người không xa, ngay sau đó hơn 20 người lao ra khỏi xe rồi chặn Diệp Quân và Hiu Hiu lại. Nhìn thấy thế, Diệp Quân nhíu mày, anh quay sang nhìn Hiu Hiu, sắc mặt Hiu Hiu trở nên lạnh lùng, cô ấy quay đầu lại nhìn. Cô gái lúc nãy đi theo đến, xông tới trước mặt Hiu Hiu hung dữ nói, đồ đê tiện, sao cô dám chĩa súng vào tôi, cô có biết tôi là ai không hả? Tôi là nhà họ Vương. Hiu Hiu bỗng rút súng ra rồi bóp cò. Bằng! Đầu gối cô ta trúng đạn, kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống đất. Thấy Hiu Hiu dám nổ súng giữa ban ngày ban mặt như thế, đám đàn ông bao vây hai người Diệp Quân đều sửng sốt. To gan thế à? Lúc này Hiu Hiu bỗng xoay người lại liên tục nổ súng, hai mươi mấy người đều bị trúng đạn, không ai bị đánh chết, chỉ là bị đánh tàn phế. Ngay lập tức vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiu Hiu bỗng bước đến trước mặt cô gái đó, cô ấy nhìn cô ta, lúc nãy cô mắng tôi cái gì cơ? Cô gái nhìn Hiu Hiu, mặt đầy vẻ sợ hãi cô. Hiu Hiu nhìn cô ta, mặt không cảm xúc, xin lỗi ngay. Cô gái vội nói, xin lỗi. Hiu Hiu bỗng lấy súng chĩa vào giữa trán cô ta, sau đó bóp cò. Bằng! Cô gái ngã xuống, máu bắn ra tung tóe. Hiu Hiu cất súng đi, lạnh lùng nói, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cô gái! Nói xong, cô ấy xoay người đi đến bên cạnh Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Lát nữa sẽ có người đến xử lý. Diệp Quân gật đầu, sau đó lên xe cùng Hiu Hiu. Sau khi xe được khởi động, Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, cô có thể tùy ý giết người sao? Hiu Hiu bình tĩnh nói, với người thường thì không được, nhưng tôi có thể. Diệp Quân hỏi, phía sau có người chống lưng à? Hiu Hiu nhìn Diệp Quân gật đầu, tôi đến từ Yến Kinh, đến đây để trải nghiệm, bình thường mọi chuyện đều có người gánh vác cho tôi. Hơn nữa tình huống vừa rồi là vì chúng ta phòng vệ chính đáng. Diệp Quân gật đầu, tôi hiểu rồi. Có chỗ chống lưng thật là tốt. Hiu Hiu bỗng nói, tôi nên gọi anh thế nào? Gọi công tử và tiền bối đều hơi khách sáo, gọi thẳng tên anh hình như lại hơi không tôn trọng thân phận của anh. Diệp Quân đang định đáp lời, Hiu Hiu lại nói, hay là gọi anh là đại ca nhé? Anh có để ý gì không? Diệp Quân nhìn Hiu Hiu, tùy cô vậy. Hiu Hiu gật đầu mỉm cười, một tiếng đại ca này làm cho khoảng cách của hai người được kéo lại gần hơn không ít, mình đúng là nhân tài. Hiu Hiu kéo Diệp Quân đến khách sạn, sau đó cô ấy rời đi, bây giờ cô ấy nóng lòng chuẩn bị đi tu luyện. Cô ấy cực kỳ mong đợi với thế giới tu tiên trong truyền thuyết. Sau khi về đến phòng, Diệp Quân ngồi khoanh chân trong phòng, tiếp tục hấp thụ linh khí, lần đến Yến Kinh này không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Thế nên hắn chuẩn bị cất giữ thêm một ít linh khí. Hơn nữa theo ý của chủ nhân bút đại đạo là có khả năng cô váy trắng và cha cũng không ở hệ Ngân Hà lâu, nói cách khác có lẽ họ cũng sắp đi rồi. Đợi qua sinh nhật Tô Tử thì lập tức đến Yến Kinh. Vốn dĩ định hấp thụ linh khí một đêm nhưng đến nửa đêm thì hắn không chịu được nữa,
ngã xuống gối ngủ say. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Diệp Quân đã ngồi dậy, lúc này điện thoại vang lên, Diệp Quân nhận điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng Tô Tử, dậy rồi à? Diệp Quân nói, ừ. Tô Tử nói, tôi bảo Tiểu Tuyết đến đón anh rồi. Diệp Quân nói, ừ. Tô Tử nói, tôi đợi anh. Diệp Quân nói, ừ. Sau khi tắt máy, Diệp Quân tắm rửa chải chuốt một hồi, sau đó mới xuống dưới sảnh, Tiểu Tuyết đã đợi ở trước cửa khách sạn. Tiểu Tuyết nói, anh Diệp. Diệp Quân gật đầu, đi thôi. Hai người bước lên xe rồi đến thẳng nhà họ Tô. Diệp Quân nhìn túi quà mình cầm, khóe môi cong lên. Nhà họ Tô. Hôm nay là sinh nhật của Tô Tử, dĩ nhiên nhà họ Tô sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, cả biệt thự nhà họ Tô đều trở nên bận rộn. Những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp ở thành phố Bạch Vân đã đến từ sớm. Ngay lúc này một giọng nói vang lên từ cổng biệt thự nhà họ Tô, cô Viên Hiên Lăng của gia tộc Viên Hiên ở Yến Kinh đến. Cả biệt thự nhà họ Tô vốn dĩ đã ồn ào bỗng im lặng như tờ, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, quay đầu lại nhìn ra ngoài cổng. Gia tộc Hiên Viên, một trong bốn gia tộc lớn ở Yến Kinh. Rất nhiều khách mời đều cực kỳ ngạc nhiên. Gia tộc Hiên Viên một trong bốn gia tộc lớn ở Yến Kinh sao lại xuất hiện ở đây? Mặc dù nhà họ Tô khá có tiếng ở thành phố Bạch Vân nhưng hoàn toàn không có giá trị gì ở Yến Kinh. Mọi người đều không ngờ gia tộc Hiên Viên thế mà lại đến tham gia tiệc sinh nhật của Tô Tử. Một lúc sau, tâm tư của rất nhiều người bắt đầu lung lay. Nhà họ Tô này không tầm thường. Ngay khi biết được Hiên Viên Lăng đến, Tô Mục vội vàng dẫn Tô Tử ra tiếp đón. Hôm nay Hiên Viên Lăng vẫn mặc một bộ váy dài màu trắng ngà, không nhiễm bụi trần, mang mạn che mặt, không nhìn thấy hết khuôn mặt. Có một ông lão tóc bạc đi theo phía sau Hiên Viên Lăng. Tô Mục vội cúi người, chào mừng cô Lăng đến. Hơi hèn mọn. Không còn cách nào khác, thế lực của nhà họ Tô quả thật có cách biệt cực kỳ xa với gia tộc từ xa xưa như gia tộc Hiên Viên, một câu của đối phương cũng có thể quyết định sự sống chết của cả nhà họ Tô. Hiên Viên Lăng khách sáo nói, bác Tô đừng khách sáo. Bác Tô, nghe nói thế, mọi người đều ớn lạnh. Thế mà lại gọi bác Tô. Sao thể diện của nhà họ Tô sẽ lớn đến thế? Mọi người đều cảm thấy thắc mắc. Tô Mục cũng tỏ ra khó tin khi nghe được câu này, có phải đối phương khách sáo quá rồi không? Lúc này Hiên Viên Lăng bỗng nhìn Tô Tử, cười nói, vị này là cô Tô Tử nhỉ? Tô Tử gật đầu, đúng thế. Hiên Viên Lăng cười nói, nghe nói vài ngày nữa cô Tô Tử sẽ đến Yến Kinh, đến lúc đó mời cô Tô Tử đến nhà họ Hiên Viên làm khách. Tô Tử nhìn Hiên Viên Lăng, cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng không nghĩ nhiều, cười nói, chắc chắn rồi. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn ông lão bên cạnh, ông lão vội lấy một cái hộp ra đưa cho Tô Tử, cô Tô, đây là chút tấm lòng của cô chủ nhà tôi, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Nói rồi ông ta mở hộp ra. Bên trong hộp là một cây san hô, loại san hô này đỏ như máu, mặc dù không lớn chỉ bằng bàn tay nhưng lại tỏa ra một mùi dược liệu cực kỳ tinh khiết, đứng cách xa mấy chục mét cũng có thể ngửi được, ai có thể ngửi được mùi hương của nó thì tinh thần thoải mái, sảng khoái. Lúc này có người bỗng thốt lên, đây là san hô máu ngàn năm. San hô máu ngàn năm. Nghe thế mọi người đều kinh ngạc. San hô cũng là thứ được phân chia cấp bậc. Một cây san hô máu 100 năm đã có giá trị cực kỳ cao rồi, trị giá hàng trăm triệu lượng vàng. 1.000 năm, giá trị của nó là vô giá. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, gia tộc Hiên Viên không hổ là gia tộc lớn, vung tay một cái là thần vật quý giá, gia cảnh mạnh đến mức đáng sợ. Tô Tử cũng kinh ngạc không thôi, cô ấy cũng không ngờ gia tộc Hiên Viên lại tặng cô ấy thần vật quý giá như vậy. Ông lão bên cạnh Hiên Viên Lăng cười nói, cô Tô Tử. Thứ này có thể ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da, nếu uống nó, càng có thể thanh lọc cơ thể, có tác dụng thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt. Sắc mặt vài người ở đó dao động, đây là thần vật có nằm mơ cũng muốn có với các võ giả. Tô Tử vội nói, cô Lăng, món quà này quá quý giá. Hiên Viên Lăng mỉm cười, là chút tấm lòng của tôi, nếu cô Tô Tử không chê thì hãy nhận cho. Tô Tử do dự một chốc, sau đó nhìn Tô Mục. Tô Mục nhìn Hiên Viên Lăng, ông ấy biết đối phương có ý định kết thân, mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm thế nhưng ông ấy cảm thấy điều này sẽ không gây hại cho nhà họ Tô,
Thế là ông ấy gật đầu. Thấy Tô Mục gật đầu, Tô Tử cũng không do dự thêm nữa, nói cảm ơn cô. Nói rồi cô ấy nhận lấy. Tô Mục vội nói, cô Lăng, mời sang bên này ngồi, nói rồi, ông ấy dẫn Hiên Viên Lăng đến bàn chính ở một bên, người ngồi ở bàn này đều là những người có thân phận cao quý. Trong đó có cả Cố Vân Mạn và cháu gái của cô ta. Lúc này, tất cả mọi người trong bàn bao gồm cả hai người Cố Vân Mạn đều đứng dậy, mãi đến khi Hiên Viên Lăng ngồi xuống, mọi người mới ngồi nhưng đều rất căng thẳng lo lắng, không ai dám lên tiếng chào hỏi. Cách biệt quá lớn. Không thể nào chào hỏi. Cố Vân Mạn nhìn Hiên Viên Lăng, cũng cảm thấy tò mò, sao gia tộc Hiên Viên lại quen biết với nhà họ Tô. Hơn nữa gia tộc Hiên Viên này còn rất nể mặt nhà họ Tô, phải biết rằng dù là ở Yến Kinh thì nhà họ Hiên Viên cũng rất ít khi nể mặt người khác. Cố Vân Mạn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hiện giờ cô cháu gái xăm trổ ở bên cạnh cô ta lại yên tĩnh hơn nhiều, cũng không dám nói gì. Sau khi ngồi xuống, Hiên Viên Lăng cứ nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Đúng lúc này, một người đàn ông bỗng bước vào từ bên ngoài cổng, nhìn thấy người đàn ông này, Tô Tử nhíu mày. Vài người ở đó lại bật cười. Người đến là Vương Nhạc của nhà họ Vương, mà chuyện Vương Nhạc theo đuổi Tô Tử cũng chẳng phải là bí mật gì. Nhà họ Vương cũng xem như có thế lực ở thành phố Bạch Vân, nếu kết thân với nhà họ Tô thì cũng xem là hai thế lực mạnh liên hợp với nhau. Thế nên rất nhiều người đều mong chờ mối quan hệ của hai người. Hôm nay Vương Nhạc mặc một bộ đồ vest màu đen, thật ra tướng mạo gã cũng chẳng khó coi nhưng hơi phát tướng nên vẻ đẹp của gã lại giảm đi mấy phần. Vương Nhạc sải bước đến trước mặt Tô Tử, sau đó lấy một chiếc hộp tinh xảo ra, cười nói, Tô Tử, sinh nhật. Lúc này Tô Tử bỗng chạy về phía đằng xa. Thấy thế mọi người đều sửng sốt. Vẻ mặt Vương Nhạc cứng đờ. Còn Hiên Viên Lăng đứng bật dậy, cô ấy nhìn ra cổng, có một người đàn ông đang đứng đó. Người đến chính là Diệp Quân, ngu ngốc. Cố Vân Mạn ở bên cạnh Hiên Viên Lăng nhìn cô ấy, sau đó lại nhìn Diệp Quân suy tư. Ánh mắt cô gái xăm trổ bên cạnh Cố Vân Mạn lộ ra vẻ sợ hãi khi nhìn thấy Diệp Quân. Lúc này một cô gái ở trong bàn khác cũng đứng lên. Người này là Mộc Uyển Du. Hôm nay là sinh nhật của Tô Tử. Dĩ nhiên cô ấy phải đến, còn đến từ rất sớm. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, Mộc Uyển Du lập tức trở nên căng thẳng. Tô Tử chạy đến trước mặt Diệp Quân dưới ánh nhìn của mọi người, cô ấy mỉm cười, anh đến rồi. Diệp Quân gật đầu, cười nói, ừ. Hắn nhìn xung quanh, sau đó nói, nhiều người thế. Tô Tử hơi bất lực, ông nội nhất quyết tổ chức cho tôi, hết cách rồi. Diệp Quân cười nói, cũng được. Lúc này Vương Nhạc đó bỗng bước đến, khi nhìn thấy Diệp Quân, gã sửng sốt, giá trị nhan sắc cao thế à? Nhưng gã cũng cười chế giễu, thế giới này đàn ông có nhan sắc có tác dụng quái gì, phải có tiền, có địa vị mới là vương đạo. Mặc dù rất không thích Diệp Quân nhưng Vương Nhạc vẫn phải giữ phong độ, không phát cáu, nổi nóng ở đây chỉ khiến người ta khinh thường, mất đi phong độ. Vương Nhạc nhìn Tô Tử, lại lấy cái hộp tinh xảo của mình ra. Sau đó cười nói, Tô Tử, chúc mừng sinh nhật. Gã không đợi Tô Tử nói đã mở hộp ra. Trong hộp là một sợi dây chuyền bằng đá, đá rất lớn, lớn gần bằng quả trứng ngỗng, vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời. Đỉnh của thế giới. Có người ngạc nhiên thốt lên. Đỉnh của thế giới. Nghe nói thế, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đỉnh của thế giới được mệnh danh là một trong 10 viên đá lớn của Hoa Hạ. Từng được đấu giá khá cao 1 tỷ 2 tệ Hoa Hạ. Mọi người không ngờ viên đá này lại nằm trong tay Vương Nhạc. Mọi người càng không ngờ Vương Nhạc lại tặng Tô Tử viên đá này, thế này cũng hảo phóng quá rồi nhỉ. Tô Tử nhìn viên đá đó, nhưng lại lắc đầu, anh Vương, món quà này quá quý giá. Từ chối. Thấy Tô Tử từ chối, mọi người đều sửng sốt. Tô Tử thế mà lại từ chối viên đá đỉnh của thế giới. Nghĩ sao thế trời? Vương Nhạc cũng sửng sốt, gã cũng không ngờ Tô Tử lại từ chối, gã cứ nghĩ chỉ cần là phụ nữ đều không thể từ chối viên đá này. Tô Tử trước mặt này lại từ chối như thế. Gã ngơ ngác. Tô Tử nhìn Diệp Quân, cười nói, anh vào ngồi đi. Diệp Quân vừa định nói gì, nhưng lúc này Vương Nhạc bỗng nói, đợi đã. Diệp Quân nhìn Vương Nhạc, gã nhìn Diệp Quân, cười nói, xưng hô thế nào đây? Diệp Quân nói, Diệp Quân.
Vương Nhạc nhìn túi quà trong tay Diệp Quân, cười nói, không biết anh Diệp tặng quà gì, có thể lấy ra cho mọi người xem không? Thấy Vương Nhạc bắt đầu nhắm vào Diệp Quân, Tô Tử cau mày, cực kỳ không vui, cô ấy biết thật ra Diệp Quân rất nghèo, không thể mua được thứ gì đắt tiền, cô ấy cũng không để tâm đến những thứ đắt tiền đó. Thế là Tô Tử nói, dù anh ta tặng gì, tôi cũng thích cả. Nghe thế, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái, ai nấy cũng nhìn Diệp Quân, tò mò về thân phận của hắn. Người đàn ông này lại có thể làm cho cô chủ nhà họ Tô xem trọng. Sắc mặt Vương Nhạc trở nên cực kỳ khó coi, Tô Tử làm thế là chẳng nể mặt gã gì cả. Lúc này Diệp Quân lấy hộp quà ra đưa cho Tô Tử, cười nói, sinh nhật vui vẻ. Tô Tử mỉm cười dịu dàng, cảm ơn. Cô ấy vừa nói vừa nhận lấy món quà nhưng không có ý định mở ra, cô ấy không muốn Diệp Quân bị Vương Nhạc cười nhạo. Nhưng Vương Nhạc lại không có ý định bỏ qua, cười nói, Tô Tử, sao không mở ra cho mọi người xem? Anh cũng rất muốn biết rốt cuộc quà của anh Diệp là gì mà có thể khiến Tô Tử em từ chối món quà của anh. Mọi người cũng đều nhìn Tô Tử, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Tô Tử cau mày, không vui lắm, lúc này Diệp Quân nói, Tô Tử, nếu mọi người đã muốn xem thì cứ cho mọi người xem đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe Diệp Quân nói thế, Tô Tử do dự một lát, sau đó mở hộp. Ngay khi chiếc hộp được mở ra, một sợi dây chuyền xuất hiện trước mắt mọi người. Sợi dây chuyền ngũ sắc. Vương Nhạc sửng sốt, sau đó cười nhạo, nhỏ thế à. Viên đá của Diệp Quân có vẻ đẹp hơn một chút nhưng lại không lớn bằng cái của Vương Nhạc, nhỏ hơn gấp đôi. Vài người ở đó cũng khá thất vọng. Mà Tô Tử lại cực kỳ vui, cô ấy rất thích. Vì nó rất đẹp, cũng vì là quà Diệp Quân tặng. Nhưng lúc này Hiên Viên Lăng ở một bên bỗng bước nhanh đến cạnh Tô Tử. Là chạy. Hiên Viên Lăng nhìn đá nữ oa trong tay Tô Tử, ánh mắt đầy vẻ khó tin, giọng hơi run, đây, đây là, đây. Diệp Quân hơi bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt của Hiên Viên Lăng, cô gái này nhận ra đá nữ oa. Vương Nhạc nhìn Hiên Viên Lăng, cười khẩy, chẳng phải chỉ là một viên đá nhỏ thôi sao? Cô kinh ngạc đến mức này cơ à? Nào! Tôi cho cô xem viên đá lớn của tôi. Nói rồi gã lấy viên đá của mình ra. Lúc này Hiên Viên Lăng bỗng quay đầu lại nhìn Vương Nhạc, tức giận quát, ngu ngốc, câm miệng. Mọi người. Lời này của Hiên Viên Lăng khiến mọi người hóa đá tại chỗ. Mắng người. Cô chủ gia tộc Hiên Viên lại mắng người. Đây là điều mọi người không hề ngờ tới. Bị sỉ nhục giữa ban ngày ban mặt như vậy, Vương Nhạc vô cùng tức giận. Chỉ vào Hiên Viên Lăng nói, tiện nhân, cô dám sỉ nhục tôi, cô muốn chết sao? Gã đến muộn nên không biết thân phận thật của Hiên Viên Lăng. Lúc Vương Nhạc mắng mỏ Hiên Viên Lăng, những người xung quanh đều nhìn Vương Nhạc với vẻ thương hại. Nhà họ Vương xong đời rồi. Đây là những gì mọi người nghĩ vào lúc này. Lúc này, ông lão phía sau Hiên Viên Lăng bước lên, Vương Nhạc còn chưa kịp phản ứng, một chưởng đã đánh lên ngực gã. Dầm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhạc đã bị đánh bay ra xa vài mét, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, phun ra máu. Vương Nhạc sững sờ. Dám động tay thật. Vương Nhạc tức giận bò dậy, đang định nói thì một ông lão từ xa chạy tới, người này chính là Vương Thiên gia chủ hiện giờ của nhà họ Vương. Vương Thiên bước nhanh đến trước mặt Vương Nhạc, nhìn thấy Vương Thiên, Vương Nhạc kích động đứng lên, đang định lên tiếng thì Vương Thiên đã tát mạnh vào mặt gã. Bốp, tiếng bạt tai nghe rõ mồn một. Vương Nhạc sửng sốt. Vương Thiên không thèm để ý tới Vương Nhạc, nhanh chóng bước tới trước mặt Hiên Viên Lăng, cung kính hành lễ rồi run rẩy nói, cô chủ Lăng. Nói xong, ông ta quỳ xuống đất. Nhà họ Vương cũng có thế lực ở thành Bạch Vân, nhưng ở trước mặt gia tộc Hiên Viên lại chỉ như con kiến, thậm chí còn không bằng con kiến. Hiên Viên Lăng không để ý đến ông cháu Vương Thiên. Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn vào viên đá nữ oa kia, trong mắt cô ấy tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin. Lúc này, cô ấy thật sự vô cùng kinh ngạc. Đá nữ oa, một trong 10 thần khí của Hoa Hạ. Viên đá nữ oa này đã biến mất mấy nghìn năm, cô ấy không ngờ lại nhìn thấy nó ở đây, càng không ngờ viên đá này lại là quà sinh nhật. Đá nữ oa đấy. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân với vẻ mặt nghiêm nghị, anh Diệp, anh có biết đây là gì không? Diệp Quân gật đầu, tôi biết.
vẻ mặt Hiên Viên Lăng vô cùng phức tạp, biết mà anh vẫn tặng sao? Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Lúc này, mọi người đều nhìn đá nữ oa, dù có ngốc thì bọn họ cũng biết viên đá này không hề đơn giản. Có thể khiến cô chủ của gia tộc Hiên Viên kinh ngạc đến vậy, vật này có thể bình thường được sao? Đáng tiếc là ngoại từ Hiên Viên Lăng thì không ai nhận ra thứ này. Tô Tử nhìn Hiên Viên Lăng, rồi lại nhìn viên đá nữ oa trong tay Diệp Quân, trong lòng cũng thấy tò mò. Cô ấy biết, có thể khiến Hiên Viên Lăng mất bình tĩnh như vậy, chứng tỏ viên đá này không tầm thường. Nhưng chỉ cần là Diệp Quân tặng thì cô ấy đều thích. Tô Tử nhìn Diệp Quân, trong lòng vô cùng vui mừng, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Lúc này, Hiên Viên Lăng nói, anh Diệp. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng do dự một lúc rồi nói, nửa tháng sau là sinh nhật tôi. Mọi người, Diệp Quân, Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, thật đấy, anh nhất định phải tới nhé. Diệp Quân không nói nên lời. Tô Tử nhìn Hiên Viên Lăng, trong lòng lập tức cảnh giác, cô gái này có vấn đề. Nghe Hiên Viên Lăng nói vậy, mọi người đều thất thần nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra thái độ của cô chủ gia tộc Hiên Viên đối với chàng trai trước mặt không hề bình thường. Vì vậy càng nhiều người tò mò về thân phận của Diệp Quân hơn. Cố Vân Mạn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, lai lịch của chàng trai trước mặt phức tạp hơn cô ta tưởng tượng. Lúc này, Vương Thiên đang quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, cô chủ Lăng. Hiên Viên Lăng nhìn Vương Thiên, khẽ nhíu mày, đang định nói thì nghĩ ra điều gì đó. Cô ấy nhìn Diệp Quân, anh Diệp, nhà họ Vương này và anh. Diệp Quân nhìn ông cháu Vương Thiên, từng xảy ra vài xung đột. Hiên Viên Lăng gật đầu, quay lại nói với ông lão, trong một ngày, khiến nhà họ Vương biến mất khỏi thành Bạch Vân. Nghe vậy, Vương Thiên chết lặng, ngã quỵ xuống đất. Sắc mặt của những người khác đều vô cùng phức tạp. Một câu quyết định sự sống chết của một gia tộc. Đây chính là gia tộc Hiên Viên. Bọn họ không cần đích thân ra tay thì cũng có vô số người muốn giết nhà họ Vương cũng không phải gia tộc chân chính gì, luôn dùng nguyên tắc ngầm, muốn hủy diệt loại thế lực này cũng không đơn giản. Tô Mục nhìn Diệp Quân sau đó nhìn Vương Thiên, phất tay, lôi gia chủ Vương ra ngoài đi. Ngay sau đó, hai vệ sĩ đến khiêng người ra ngoài. Tô Mục nhìn Diệp Quân và Hiên Viên Lăng, cười nói, mời hai vị vào trong ngồi. Ánh mắt ông ấy chủ yếu nhìn Hiên Viên Lăng. Còn Hiên Viên Lăng lại nhìn Diệp Quân, anh Diệp, mời vào. Đồng tử Tô Mục co rút lại, lúc này ông ấy đã hiểu toàn bộ. Hiểu vì sao Hiên Viên Lăng lại nể mặt nhà họ Tô đến vậy. Đó là vì Diệp Quân. Tô Mục quay lại nhìn Diệp Quân với vẻ bất ngờ, chàng trai này rốt cuộc là ai mà lại được cô chủ gia tộc Hiên Viên đối đãi như vậy. Diệp Quân khẽ gật đầu, được. Hắn cũng đói rồi. Sau khi vào bàn, Diệp Quân ngồi bên cạnh Hiên Viên Lăng, còn Tô Tử không thể ngồi xuống vì hôm nay cô ấy là nhân vật chính, phải làm rất nhiều việc. Món ăn được dọn lên, nhưng không ai động đũa. Diệp Quân nhìn mọi người, nghi ngờ hỏi, sao mọi người không ăn? Mọi người nhìn Diệp Quân, không nói gì, Diệp Quân không động đũa thì ai dám ăn đây? Lúc này, Hiên Viên Lăng nói, cùng ăn đi. Nói xong. Cô ấy cầm đũa lên, vì đang đeo mạng che mặt nên ăn hơi bất tiện nên cô ấy chỉ gắp một miếng thịt bỏ vào bát mình. Diệp Quân không quan tâm nhiều nữa mà bắt đầu ăn. Sau khi đến hệ Ngân Hà, hắn phát hiện món ăn ở nơi này không chỉ ngon mà còn rất phong phú, tốt hơn nhiều so với Vũ Trụ Quan Huyên. Chủ yếu là do người tu luyện ở Vũ Trụ Quan Huyên không cần ăn cơm, cho nên không có ai tốn công để ý đến món ăn. Trong cả bữa tiệc chỉ có Diệp Quân nghiêm túc ăn uống. Còn những người khác đến đây đều là để kết giao và lôi kéo quan hệ. Nhiều người thường xuyên liếc nhìn Diệp Quân và Hiên Viên Lăng, muốn làm quen nhưng họ không dám. Cô gái xăm trổ bên cạnh Cố Vân Mạn cũng nhìn Diệp Quân, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi. Trước đó, cô ta đã bị Diệp Quân dọa sợ. Hiên Viên Lăng cũng nhìn Diệp Quân. Phải nói rằng Hiên Viên Lăng vô cùng tò mò về Diệp Quân. Đá nữ oa. Một trong 10 thần khí hàng đầu của Hoa Hạ sao tại ở trên người Diệp Quân. Quan trọng nhất là Diệp Quân còn tặng nó cho người khác. Thật hào phóng. Cô ấy thấy hơi ghen tị. Sau khi Tô Tử phát biểu cảm nhận xong, chiếc bánh sinh nhật khổng lồ được đẩy ra, Tô Tử đi đến tước chiếc bánh, trên bánh cắm 3 ngọn nến.
ước nguyện. Tổ tử tựa như nghĩ tới gì đó, liếc nhìn về phía Diệp Quân, thấy Diệp Quân đang chăm chú ăn uống, cô ấy mỉm cười rồi chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ước. Một lát sau, tổ tử mở mắt ra rồi thổi tắt nến. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Tổ tử định đi gặp Diệp Quân, nhưng lại bị Tô Mục ngăn lại, nhỏ giọng nói, nhóc con, hôm nay cháu phải cùng ông đi làm quen vài người. Vì Hiên Viên Lăng, những người tới đây hôm nay đều rất nể mặt nhà họ Tô, thậm chí còn có ý nịnh nọt. Lúc này, với tư cách là người thừa kế của nhà họ Tô, Tô Tử đương nhiên phải đi tiếp đãi, cô ấy cũng không cần lấy lòng người khác, một câu nói của cô ấy với người khác đã là nể mặt lắm rồi. Trên bàn ăn, Diệp Quân vẫn chuyên tâm ăn cơm, mọi người trên bàn đều vô cùng ngại ngùng. Vì Hiên Viên Lăng, bọn họ đều không dám động đũa, chỉ có thể nhìn Diệp Quân ăn uống no say. Diệp Quân cầm một con tôm hùm lên, nhưng lại nhìn con tôm hùm với vẻ băn khoăn. Ăn thế nào? Hắn chưa từng ăn thứ này. Hiên Viên Lăng bên cạnh nói, anh Diệp chưa ăn tôm hùm bao giờ sao? Diệp Quân gật đầu, thành thật nói, tôi từng ăn rồng rồi, nhưng chưa được ăn tôm hùm. Ăn rồng. Nghe vậy, mọi người trên bàn khẽ lắc đầu. Chàng trai này sắp chém gió thành bão rồi. Nhưng vì nể mặt Hiên Viên Lăng nên không ai dám vạch trần hắn. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, cô ấy không để bụng những gì Diệp Quân nói, chỉ thấy Diệp Quân rất hài hước. Rồng. Đó là sinh vật trong truyền thuyết. Hiên Viên Lăng cầm tôm hùm lên, bắt đầu lột vỏ, lột xong bỏ vào bát Diệp Quân, anh Diệp, mau ăn thử đi. Nhìn thấy cảnh này, người trên bàn đều hóa đá. Hiên Viên Lăng bóc tôm hùm hả? Chết tiệt! Ngay cả Cố Vân Mạn cũng bất ngờ, nếu trước đây Hiên Viên Lăng chỉ cung kính với Diệp Quân thì bây giờ đã không còn là cung kính nữa, mà là nịnh nọt. Nịnh nọt! Cố Vân Mạn nhìn Diệp Quân với vẻ choáng váng. Khiến người nhà Hiên Viên phải lấy lòng ư? Sao có thể chứ? Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, hắn do dự rồi nói, cô Lăng, cô làm vậy khiến tôi hơi ngại. Hiên Viên Lăng cười nói, so với ân tình của anh Diệp dành cho tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tâm pháp và kiếm pháp mà Diệp Quân cho cô ấy không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của cô ấy mà còn thay đổi cả vận mệnh của gia tộc Hiên Viên. Lột vỏ tôm hùm chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Diệp Quân cười nói, chúng ta là bạn bè, không cần khách khí như vậy. Bạn bè. Dưới tấm mạng che mặt, Hiên Viên Lăng nở nụ cười. Diệp Quân căn miếng tôm hùm, thịt mềm thơm rất ngon. Diệp Quân vô cùng thích thú. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Hiên Viên Lăng mỉm cười, lại chủ động bóc thêm con tôm hùm nữa. Người trên bàn nhìn hai người họ, một người bóc vỏ, một người ăn. Hiên Viên Lăng không để ý tới ánh mắt của người khác, chỉ là bóc vỏ tôm hùm thôi mà, với sự rộng lượng của Diệp Quân dành cho cô ấy, đừng nói là một con tôm hùm, cho dù là trăm nghìn con cũng đáng. Lúc này, một cô gái đi tới bên cạnh Diệp Quân, nhìn thấy người tới, Diệp Quân sững sờ, cô Uyển Du. Là Mộc Uyển Du. Hôm nay cô ấy ăn mặc một bộ đồ thể thao trông vô cùng thoải mái, dù vậy vẫn không giấu được vẻ đẹp của mình. Con gái đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Không mặc gì cũng đẹp. Mộc Uyển Du chần chừ nói với Diệp Quân, chúng ta trò chuyện một chút được không? Cô ấy biết hôm nay hắn sẽ đến, vì vậy đã có mặt từ sớm để đợi. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn đặt con tôm hùm trong tay xuống, đứng dậy theo cô gái đi sang một bên. Hiên Viên Lăng nhìn theo với vẻ tò mò. Hai người đi tới vườn hoa, Diệp Quân giữ im lặng trên suốt quãng đường. Mộc Uyển Du thấp giọng hỏi, anh còn giận tôi? Hắn lắc đầu cười, không đến nỗi. Mộc Uyển Du dừng bước nhìn hắn. Diệp Quân cười, thế giới nơi tôi sống khác với cô, vậy nên quan niệm đối nhân xử thế của chúng ta cũng sẽ khác nhau. Hành động của tôi ở nơi này đúng là có phần cực đoan, cô không chấp nhận được cũng là bình thường. Mộc Uyển Du siết chặt hai tay, cắn nhẹ môi dưới, nhìn hắn với đôi mắt dần ướt át. Diệp Quân thở dài, Uyển Du, cô là người tốt, nhưng hai chúng ta không đến từ cùng thế giới. Nói vậy không có nghĩa là ai thượng đẳng hơn ai, mà là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta khác nhau. Thế giới của tôi không cho phép mềm lòng, một khi gặp kẻ địch thì phải lập tức trừ khử, bằng không sẽ gặp hậu hoạn vô cùng. Mộc Uyển Du lắc đầu, anh vẫn còn giận. Diệp Quân không đáp. Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn,
nước mắt trào ra, tôi biết anh giận vì tôi không tin anh. Nếu lúc đó tôi không lập tức chỉ trích mà từ tốn hỏi han nguyên nhân, tôi biết anh sẽ giải thích. Nhưng tôi lại không làm vậy, là tôi không tin anh. Hai dòng lệ càng trào ra mãnh liệt. Diệp Quân rút khăn giấy ra, vừa định đưa lên lau khô cho cô ấy thì sực nhớ ra điều gì mà dừng lại. Một hồi sau, hắn đặt tờ giấy vào tay cô, nhẹ giọng nói, hai chúng ta không hợp nhau, Uyển Du, vì tôi còn tàn nhẫn hơn những gì cô thấy gấp trăm nghìn lần. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Để lại Mộc Uyển Du ngây ngốc đứng tại chỗ như người mất hồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vừa trở về chỗ ngồi, Diệp Quân đã thấy Tô Tử xuất hiện trước mặt, chúng ta đi dạo một chút. Hắn gật đầu, được thôi. Tô Tử mỉm cười, hết sức tự nhiên khoác lấy tay hắn, rời khỏi nhà họ Tô. Cô gái có hình xăm bên cạnh Cố Vân Mạn thấp giọng nói, cô ơi, tên đó. Hình như mê gái lắm. Cố Vân Mạn hỏi, con thấy hắn đẹp trai không? Cô gái gật đầu. Tuy giữa hai bên đã xảy ra một số chuyện không vui, nhưng có sao nói vậy, dung mạo Diệp Quân không phải hạng tầm thường, làm cô gái không cách nào nói trái lương tâm được. Cố Vân Mạn nhìn người thanh niên đang đi xa, làm nhàn họa thủy. Cô gái. Hiên Viên Lăng nhìn theo đầy tò mò. Rời khỏi nhà họ Tô rồi, Diệp Quân và Tô Tử dạo bước trên đường. Hôm nay Tô Tử khoác một bộ lễ phục trắng muốt, tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp, đầy đặn đúng chỗ khiến vô số đàn ông phải động lòng. Cô ấy thì thầm hỏi, anh và Uyển Du. Diệp Quân chỉ lắc đầu. Tô Tử, mấy ngày qua cậu ấy đau buồn cực kỳ, tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ. Diệp Quân không nói gì. Tô Tử, anh giận thật sao? Sau một hồi im lặng, Diệp Quân mới thở dài, nói mấy thứ này cũng không có ý nghĩa gì đâu. Ngày mai chúng ta khởi hành đến Yến Kinh à? Tô Tử gật đầu, tôi sắp xếp cả rồi, sáng mai đi ngay. Diệp Quân gật đầu rồi ngẩng lên nhìn bầu trời. Cha và cô chắc chắn cũng đang ở nơi ấy, phải tìm cách gặp mặt mới được. Mà một khi gặp họ rồi, hắn chắc chắn sẽ tìm được người hắn muốn tìm. Quan trọng nhất là phải nói cha nhanh chóng giải trừ phong ấn. Có chân thần ở đây, an nguy của Từ Kính, Từ Thụ và những người khác cũng không còn là vấn đề. Tô Tử bỗng hỏi, anh biết Hiên Viên Lăng? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, biết. Tô Tử tò mò, biết khi nào? Diệp Quân cười, cô ấy tặng tôi một thanh kiếm cách đây không lâu, tôi đáp trả bằng hai quyển phương pháp tu luyện. Tô Tử nghe thế thì ồ lên. Diệp Quân, cô thích món quà ấy chứ? Tô Tử vội vàng cầm đá nữ oa ra, rạng rỡ nói, thích. Thích vô cùng. Như nghĩ đến điều gì, cô ấy lại nói, thứ này không phải đá thường đúng không? Tại tôi thấy Hiên Viên Lăng có ý muốn giành. Diệp Quân chỉ nói, cô mang theo trên người sẽ được lợi nhiều. Tô Tử liếc nhìn hắn, cười mỉm chi, được. Hai người vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Diệp Quân thích cảm giác an tĩnh này. Cho đến bây giờ, hắn có rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Nơi này khác với vũ trụ quan huyên, con người sống trên đời không nên chỉ biết mỗi tu luyện và chiến đấu. Ở vũ trụ quan huyên, một khi tu luyện thì có thể kéo dài từ mấy chục đến mấy trăm năm, cứ thế mà ngồi đả tọa, tuy sức mạnh tăng lên nhưng đồng thời cũng đánh đổi rất nhiều. Mà đáng sợ nhất, chính là mất đi nhân tính của mình. Đặc biệt là vị cô váy trắng nhà hắn. Vì có cha nên cô mới giữ lại nhân tính, bằng không thì. Vị này mà không còn nhân tính thì không biết sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Nhân tính. Diệp Quân vươn tay, gọi một thanh kiếm xuất hiện. Hắn chợt nhận ra kiếm đạo của mình vẫn đang miệt mài theo đuổi hai chữ vô địch, cũng chính là theo đuổi thần tính, trong khi đó nhân tính còn chưa tu luyện xong. Phàm, ư. Diệp Quân nhắm mắt lại. Hắn, đã thật sự nhập phàm chưa? Chưa thì nói gì đến nhập thần. Nghĩ đến đây, hắn bất ngờ bật cười. Bởi vì đã thông suốt rồi. Thứ mà kiếm đạo của hắn còn thiếu chính là chưa bao giờ thật sự nhập phàm, đã vậy thì làm sao có thể nhập thần. Thanh kiếm trong tay hắn bỗng rung lên. Diệp Quân ngẩng đầu, thấy luồng sức mạnh bí ẩn kia lại ập đến thì cả kinh, vội vàng áp kiếm ý xuống. Sức mạnh kia thấy kiếm ý không còn thì cũng tan đi. Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Kiếm ý của hắn đã xảy ra chất biến, nhưng vẫn không thể đối kháng với thứ ấy. Chỉ có thể nhịn vậy. Hảo hán không ngại chút khó khăn. Nhưng hắn cũng tò mò muốn biết,
một khi giải phong ấn thì hắn sẽ đạt đến trình độ nào. Bên cạnh hắn, Tô Tử cảm nhận được kiếm ý vô cùng đáng sợ kia thì chân chối nhìn sang. Thấy ánh mắt hãi hùng của cô ấy, Diệp Quân cười nói, thật ra thì tôi là kiếm tu đấy. Tô Tử càng trợn mắt, kiếm tu. Diệp Quân gật đầu, chính xác. Tô Tử, vậy anh biết ngự kiếm phi hành không? Diệp Quân, tạm thời không làm được. Tô Tử mỉm cười, nghĩa là sau này có thể. Thấy hắn gật đầu, cô ấy cười hì hì, vậy khi ấy dẫn tôi bay lên cùng được không? Diệp Quân phá ra cười, đương nhiên rồi. Tô Tử mỉm cười nhìn sang, đoạn ôm chặt lấy cánh tay hắn, thì thầm trong lòng, vậy anh biết tôi thích anh không? Người này đang đứng ngay cạnh cô, nhưng cô lại thấy cách xa quá đỗi. Làm cô không dám thổ lộ cõi lòng, chỉ sợ sẽ không được như ý. Nhưng nếu cứ chôn giấu, thì cô lại sợ một ngày nào đó hắn sẽ đột ngột rời đi. Cảm giác ấy, mãnh liệt vô cùng. Tô Tử buột miệng, tôi nói cho anh nghe câu này. Thấy Diệp Quân quay lại, cô hô to, I love you. Diệp Quân lặp lại đầy khó hiểu, I love you. Tô Tử gật đầu, đúng thế. Diệp Quân càng không hiểu, nghĩa là gì. Tô Tử vịn tay hắn, khúc khích cười, là một cách chào hỏi của hệ Ngân Hà. Diệp Quân lầm rầm lặp lại, I love you. Khóe môi cô gái cong lên thành một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong lúc vô tình đã đi đến một góc phố vắng vẻ ít người. Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt họ. Tô Tử vừa nhìn thấy người này thì biến sắc. Diệp Quân chỉ nắm lấy tay cô, khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến bao lo âu trong lòng cô gái đều bốc hơi. Chỉ còn lại cảm giác an toàn. Cô cũng không biết vì sao, chỉ biết sự hiện diện của người này làm mình an tâm vô cùng. Diệp Quân nói với gã đàn ông kia, tao đang tự hỏi. Nhà họ Lý đã bị diệt, nhà họ Vương thì không rảnh hơi đâu mà tìm tới báo thù, nên rốt cuộc mày là do ai phái tới. Đối phương hừ cười, mày quên những gì mày đã làm nhanh vậy à? Diệp Quân cau mày, tao làm gì? Gã đàn ông quắc mắt, người của bọn tao mà cũng dám giết, gan mày to bằng trời rồi. Diệp Quân càng khó hiểu, người của bọn mày. Gã đàn ông không giải thích thêm nữa mà cầm thanh trường đao đeo sau lưng ra, chân trái bước tới nửa bước, vận khí trong người. Lưỡi đao trong tay gã sáng lên tia sáng lạnh lùng. Diệp Quân chỉ im lặng quan sát. Chỉ thấy đối phương bước tới, gầm lên, khai thiên tích địa. Nhưng thứ hạ xuống không phải đao, mà là một khẩu súng nhằm thẳng Diệp Quân mà bóp cò. Tô Tử biến sắc kịch liệt, vội vàng nhào tới che cho hắn, hai mắt nhắm nghiền. Đoàng! Tiếng súng nổ vang lên. Khi Tô Tử mở mắt ra, gã đàn ông đã bay ngược ra sau mấy trượng với một thanh kiếm cắm giữa trán. Vào khoảnh khắc gã móc súng, kiếm của Diệp Quân cũng đã đâm phập vào mục tiêu, khiến phát đạn đi chệch hướng. Trong vòng 10 trượng, kiếm nhanh hơn súng. Ngoài 10 trượng, chỉ cần dùng huyền khí, kiếm vẫn nhanh hơn. Thấy Diệp Quân bình an vô sự, Tô Tử thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân liếc nhìn gã đàn ông rồi kéo cô gái rời đi, nào ngờ lại nghe gã cất giọng khàn đặc, vị Lai Tông của tao sẽ không tha cho mày. Vị Lai Tông? Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân biến sắc, Ưng Thanh. Đoạn hắn chạy lại, nói với gã đàn ông biết Ưng Thanh không? Bảo bà ấy đến gặp tôi có thể ân xá cho. Gã đàn ông trợn trừng nhìn hắn, dữ tợn gằn ra, tổ sư sẽ không tha cho mày. Sẽ giết cả nhà mày. Nói rồi nằm vật ra tắt thở. Diệp Quân, Ưng Thanh, vị Lai Tông, chết rồi. Sắc mặt Diệp Quân khó xem cực kỳ. Hắn không ngờ hai người này lại là người của vị Lai Tông. Là thủ hạ của Ưng Thanh. Một người không hề xa lạ gì với hắn, thậm chí còn từng xảy ra hiềm khích. Sau lần đó, bà ấy đã bị mẹ hắn là Tần Quan cách chức, đuổi về hệ Ngân Hà. Vậy mà lần này đến đây hắn lại quên khuấy. Tô Tử đi tới cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, anh biết lai lịch người này. Diệp Quân gật đầu, nếu gã không nói dối thì thủ lĩnh của gã là người quen của tôi. Tô Tử, vị Lai Tông. Diệp Quân, đúng. Tô Tử, vậy có thể đi hỏi thăm cái cô hiên viên lăng kia thử xem. Hai mắt Diệp Quân sáng lên. Đúng rồi, hiên viên lăng đến từ Yến Kinh, học sâu biết rộng, chắc chắn sẽ biết về vị Lai Tông.
Hắn đáp ngay, không biết cô ấy có đi Yến Kinh luôn không? Tô tử, để tôi đi hỏi. Nói rồi thì rút điện thoại ra bấm bấm. Một hồi sau, cô ấy cất nó vào, nói với Diệp Quân, đi rồi, nhưng tôi biết cô ấy ở đâu. Diệp Quân cười, Vạn Kiếm Sơn Trang. Tô tử gật đầu, chính xác. Diệp Quân, tôi nhờ Tiểu Tuyết dẫn đi là được. Tô tử, tôi đi cùng anh. Diệp Quân lắc đầu, ngày mai đã phải lên đường rồi, mà cô còn nhiều việc cần xử lý. Để tôi đi hỏi thăm trước rồi trở về nhà họ Tô, ngày mai chúng ta cùng đi Yến Kinh. Về nhà họ Tô, Tô tử mừng thầm trong bụng, mỉm cười đáp được. Mà cô ấy quả thật cũng còn rất nhiều việc phải làm. Diệp Quân, Tô tử gọi Tiểu Tuyết đến. Diệp Quân đưa Tô tử về nhà rồi cùng Tiểu Tuyết đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Không lâu sau đã đến nơi. Hắn vừa mới xuất hiện đã được một ông lão tóc trắng ra tiếp đón, Diệp công tử. Diệp Quân gật đầu, cô Lăng có ở đây không? Ông lão có, nhưng hiện đang tắm rửa. Mời cậu đến phòng khách đợi trong chốc lát, cô ấy sẽ đến ngay. Diệp Quân, được. Hắn được dẫn đến phòng khách, bên trong bài trí cực kỳ trang nhã, nào là tranh thủy mặc treo trên tường và kệ gỗ chất đầy những quyển sách cổ. Đúng lúc này, Hiên Viên Lăng xuất hiện, cô ấy không mặc váy dài nữa, thay vào là một bộ trường bào màu trắng giản dị, không có họa tiết trang điểm, để tóc xóa tung sau vai. Trông trang nhã vô cùng. Gương mặt cô lại bị che phủ bởi một lớp khăn lụa, chỉ còn nhìn thấy ánh mắt. Hiên Viên Lăng chậm rãi đi đến, ngồi xuống đối diện đi ết, tự mình pha trà, cười nói, không ngờ anh Diệp lại đến đây. Diệp Quân mỉm cười, tôi đến để hỏi thăm một vài huyện. Hiên Viên Lăng, mời anh. Diệp Quân nghiêm túc hỏi, cô có biết vị Lai Tông không? Vị Lai Tông? Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt cô gái, anh biết. Diệp Quân gật đầu, có thể nói tường tận cho tôi không? Hiên Viên Lăng, vị Lai Tông là một trong hai tông môn lớn ở hệ Ngân Hà chúng tôi, cái còn lại là Ngân Hà Tông. Dưới hai tông môn này là bốn gia tộc lớn, Dương, Tần, Hiên Viên và Si. Nói đến đây, cô ấy ngẩng lên nhìn Diệp Quân, anh từ hệ Ngân Hà hay bên ngoài hệ Ngân Hà? Diệp Quân đáp, bên ngoài. Đáy lòng Hiên Viên Lăng khẽ run, bàn tay cầm tách trà cũng siết lại. Diệp Quân, vậy tộc Hiên Viên của cô Lăng đây chính là một trong bốn gia tộc lớn. Hiên Viên Lăng gật đầu, rót một tách cho hắn, mời anh. Diệp Quân cầm lên nhấp một ngụm, cô có thể liên lạc với vị Lai Tông hay người phụ trách Ngân Hà Tông không? Hiên Viên Lăng lắc đầu, trụ sở chính của hai thế lực này nằm ở tinh vực Ngân Hà chứ không ở Lam Tinh. Tôi tạm thời không thể đến đó, cho dù có thể cũng không gặp được những người đứng đầu. Diệp Quân gật gù, tôi hiểu rồi. Hiên Viên Lăng nhìn hắn, anh Diệp có quen biết với tông chủ vị Lai Tông? Diệp Quân gật đầu, biết. Hiên Viên Lăng không nói gì thêm, chỉ nâng tách lên uống trà. Diệp Quân nói, tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Hiên Viên Lăng, mời nói. Diệp Quân, tôi có một người bạn tên Mộc Uyển Du, sắp lên đường đến Yến Kinh nhưng thân cô thấy cô, dễ bị ức hiếp. Cô có thể giúp tôi chăm sóc cô ấy không? Hiên Viên Lăng nhìn hắn, chuyện nhỏ. Diệp Quân, nhưng đừng nói là tôi nhờ. Hiên Viên Lăng thắc mắc, vì sao? Diệp Quân chỉ cười không đáp. Hiên Viên Lăng cũng không hỏi thêm. Diệp Quân đứng dậy, sau này gặp lại, cô Lăng. Hiên Viên Lăng bỗng hỏi, ngày mai anh đến Yến Kinh? Hắn gật đầu, phải. Hiên Viên Lăng khẽ cười, vậy chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi. Diệp Quân hỏi, cô cũng đến đó? Hiên Viên Lăng gật đầu, phải. Diệp Quân cười, vậy hẹn gặp ở Yến Kinh. Hiên Viên Lăng, đến đó rồi, mời anh Diệp đến nhà chúng tôi làm khách một chuyến. Diệp Quân gật đầu, được thôi. Hiên Viên Lăng nhìn vào mắt hắn, tôi thật lòng đấy. Diệp Quân thoáng ngẩn ra, Hiên Viên Lăng mỉm cười, vậy chúng tôi sẽ cung kính chờ anh đến. Diệp Quân ôm quyền, cáo từ. Nói rồi xoay người rời đi. Hiên Viên Lăng nhìn theo, khẽ thì thầm, sao tôi lại có cảm giác anh sẽ thu phục được thanh kiếm của nhà Hiên Viên nhỉ? Nói xong thì xoay người rời đi. Đúng lúc này, một chiếc xe từ xa chờ tới rồi dừng lại, để một cô gái bước xuống. Chính là Tô Tử. Hiên Viên Lăng nhìn thấy đối phương thì sửng sốt. Tô Tử đi đến, mỉm cười hỏi, cô Lăng, chúng ta trò chuyện một chút được không?
Hiên Viên Lăng cười đáp, đương nhiên. Trong phòng khách, Tô Tử và Hiên Viên Lăng ngồi đối diện nhau. Hiên Viên Lăng chỉ vào ly trà trước mặt đối phương, anh Diệp vừa đi rồi. Tô Tử gật đầu, tôi biết. Hiên Viên Lăng cười, cô Tô đến tìm tôi, hẳn là có chuyện gì. Tô Tử gật đầu, lấy sợi dây chuyền có đính viên đá nữ oa ra, tôi muốn biết vật này rốt cuộc là gì. Hiên Viên Lăng rơi vào im lặng. Tô Tử chân thành nói, xin cô hãy cho tôi biết. Hiên Viên Lăng, anh Diệp không nói cho cô. Tô Tử lắc đầu, anh ấy không chịu. Hiên Viên Lăng nhìn đối phương, nhẹ giọng nói, vậy thì anh ta tốt với cô thật đấy. Đôi tay Tô Tử chậm rãi siết lại, vật này đắt giá lắm sao? Hiên Viên Lăng thở dài, cô Tô à, sản nghiệp của gia đình cô ước chừng có giá trị tầm 50 tỷ, nhưng có lấy con số đó nhân lên trăm lần cũng chưa bằng viên đá này. Tô Tử ngây ngẩn. Hiên Viên Lăng, đây là đá nữ oa, một trong 10 món thần khí của Hoa Hạ ta, là thần vật chân chính với độ quý giá cô không cách nào tưởng tượng được. Mang nó trên người, không chỉ được mãi mãi xinh đẹp, kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể che chở cho người không phải tu giả, còn nếu là tu giả thì nó sẽ càng đáng sợ. Cô gái lắc đầu cười khổ, tóm lại, nó vô cùng quý giá, nếu không phải là đồ của anh Diệp thì tôi cũng muốn cướp đấy. Tô Tử im lặng nhìn viên đá với đôi tay nắm chặt. Sắc mặt Hiên Viên Lăng trở nên phức tạp, nói thật nhé, tôi có hơi ghen tị với cô. Báu vật ngần này mà anh ta nói cho là cho. Cô ấy lắc đầu, quá mức hào phóng rồi. Đây là những lời thật lòng. Hiên Viên Lăng thật sự đã sinh lòng ước ao lẫn ghen tị khi thấy viên đá nữ oa được Diệp Quân đưa cho Tô Tử. Mấu chốt là anh ta còn biết đây là thần vật gì. Thời buổi này cô gái mà cũng chơi lớn vậy luôn sao? Tô Tử chợt thu dây chuyền về, đứng dậy nói cảm ơn cô. Hiên Viên Lăng mỉm cười, không có gì. Đến Yến Kinh rồi, cô có việc cần thì cứ liên hệ tôi. Rồi đưa một tấm thiếp màu vàng qua, đây là phương thức liên lạc. Tô Tử cũng không từ chối, nhận lấy rồi cười đáp, hẹn gặp lại ở Yến Kinh. Nói xong thì vội vã rời đi. Hiên Viên Lăng tiễn đối phương đến cửa, thấy chiếc xe đi rồi mới thì thầm, nhất định phải mời anh ta đến dự tiệc sinh nhật mình. Sau khi trở về nhà họ Tô, Diệp Quân về lại phòng theo sự hướng dẫn của Tiểu Tuyết. Hắn ngồi xếp bằng xuống đất, tiếp tục vận chuyển tâm pháp vũ trụ quan huyên trong cơ thể. Huyền khí trong người hắn hiện giờ đã đủ để tung ra 5 tia kiếm khí. 5 tia, lấy sức mạnh hiện nay của hắn, cho dù không cần huyền khí, chỉ dùng ý niệm để điều khiển kiếm thì cũng đã vượt xa người thường, vì vậy bây giờ không chỉ tích tụ huyền khí để tự vệ nữa, mà là để dồn sức phá phòng ấn kia. Hắn muốn xem nó mạnh đến cỡ nào, vì hắn không cam lòng bị áp chế mãi. Bất chi bất giác đã đến nửa đêm. Cửa phòng Diệp Quân bị đẩy ra, Tô Tử bước vào. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô gái xuất hiện trong bộ váy ngủ màu trắng, mái tóc còn ẩm ướt như vừa tắm gội xong. Tô Tử cười, biết ngay là anh chưa ngủ mà. Đoạn chậm rãi đi tới. Diệp Quân đang cười cười thì thấy Tô Tử kéo cổ áo ngủ ra, bèn giật mình, này. Tiến triển thế này có hơi nhanh quá không? Tô Tử thoáng ngẩn ra, đoạn xấu hổ nguyết hắn, anh nghĩ gì vậy hả? Tôi chỉ muốn cho anh xem dây chuyền thôi. Diệp Quân ghé mắt nhìn, thấy cô ấy đã đeo viên đá nữ oa hắn tặng lên. Cho dù trong đêm tối, nó vẫn tỏa sáng lấp lánh, đá quý bình thường không thể bị kịp. Ra là hiểu lầm. Diệp Quân xấu hổ. Mình càng lúc càng bậy bạ thế này chắc chắn là do huyết mạch rồi. Huyết mạch phong ma. Tô Tử thẹn thùng nhìn hắn, đẹp không? Diệp Quân gật đầu, đẹp. Tô Tử, dây chuyền này hẳn là đắt lắm nhỉ? Diệp Quân cười, không đắt, chỉ là trang sức bình thường, trông đẹp mắt hơn tí thôi. Tô Tử nhìn hắn một hồi rồi cúi đầu, Đoạn không để hắn mở miệng, cô ấy ngẩng lên, ấn một nụ hôn lên môi hắn. Diệp Quân hóa đá tại chỗ. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cô gái đã tách ra, chớp chớp đôi mắt, hai má rực lửa, anh đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là cách cảm ơn đặc biệt ở hệ Ngân Hà thôi. Không có ý gì khác. Nói rồi vội vã chạy ù đi. Để lại Diệp Quân im lặng đứng tại chỗ, thầm nghĩ phương thức cảm ơn của hệ Ngân Hà này. Cũng tốt ghê. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng len lỏi vào, phủ một tông màu ấm áp lên căn phòng.
Diệp Quân cảm thấy trên mũi mình có gì đó nhồn nhột, khi vừa mở mắt ra thì đã đối diện với một gương mặt mỹ mạo tuyệt trần. Không phải Tô Tử thì là ai? Thấy hắn đã tỉnh giấc, cô ấy cười, dậy thôi nào. Diệp Quân cong môi, ngồi dậy vươn vai. Từ khi đến hệ Ngân Hà, hắn chợt nhận ra mình khá là thích ngủ nướng. Cũng hiểu vì sao cha lại giao lại quyền lực sớm đến vậy. Bởi vì cuộc sống tự do sướng vãi ra. Cha đúng là biết hưởng thụ mà. Diệp Quân không mặc đồ khi đi ngủ, nên vừa vạch chăn ra đã khiến mặt Tô Tử đỏ lựng như cà chua. Ngại ngùng là thế nhưng cô ấy vẫn không kiềm được mà len lén nhìn. Vóc người Diệp Quân rất tốt, tuy sức mạnh thân xác và phòng ngự bị phong ấn nhưng cơ bắp vẫn còn, cũng không phải kiểu vai u thịt bắp mà là có đường cong rõ ràng, không hề khoa trương. Giống như đàn ông thích ngắm gái đẹp, phụ nữ cũng thích ngắm trai đẹp vậy. Như nghĩ đến điều gì đó, Tô Tử vội lấy tới một bộ quần áo. Diệp Quân, để đó tôi tự thay. Tô Tử cười rúc rích, anh sợ bị tôi thả dê chứ gì. Diệp Quân nhếch môi, không phải ý đó. Tô Tử cười cười rồi không hỏi thêm nữa, im lặng giúp hắn thay quần áo vào. Cô ấy giúp hắn chỉnh lại cổ áo, đoạn vui vẻ cười, đẹp trai quá đi à. Diệp Quân chỉ cười không nói. Tô Tử, đi ăn sáng thôi. Nói rồi nắm tay dẫn hắn ra ngoài. Dọc đường đi. Những người trong nhà họ Tô nhìn thấy họ đều vội vàng hỏi thăm sức khỏe, đối xử với Diệp Quân cũng tôn trọng vô cùng. Ai bảo ngay cả người ngu cũng nhìn ra mối quan hệ giữa tiểu thư nhà mình và cậu chàng họ Diệp này là gì làm chi. Không lâu sau, Tô Tử và Diệp Quân có mặt tại phòng ăn. Bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Diệp Quân cũng không khách khí, lập tức vào bàn nhập tiệc. Tô Tử nói, chị Cố và những người khác đã đi về trước rồi. Diệp Quân nhìn lên, nói vậy là lần này chỉ có hai chúng ta đi. Tô Tử, đúng thế. Diệp Quân mỉm cười, cũng tốt. Tô Tử chợt hỏi, sau khi tìm được người anh muốn tìm ở Yên Kinh rồi, anh sẽ... Cô ấy khựng lại, nhìn đối phương với vẻ hoang mang lo lắng. Diệp Quân chỉ cười, tôi sẽ đi. Tô Tử rũ đầu, ồ. Tự dưng không còn hứng thú ăn uống nữa. Diệp Quân nhìn cô gái, cô không có ý định tu luyện sao? Như, Hiên Viên Lăng ấy. Tô Tử nhìn lại, vậy anh bằng lòng dạy tôi chứ? Cô ấy biết phương pháp tu hành của người cổ võ vô cùng quý giá, người thường nếu muốn theo chỉ có nước thi vào học viện Ngân Hà, hoặc xuất thân từ một số gia tộc lâu đời kín tiếng như nhà Hiên Viên. Diệp Quân cười, đương nhiên rồi. Chỉ cần cô muốn học, tôi sẽ đưa cho phương pháp tu luyện tốt nhất. Tô Tử nhìn hắn. Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Diệp Quân sửng sốt. Tô Tử lặp lại, vì sao? Cô ấy nhìn thẳng vào hắn, hy vọng có thể nghe thấy một đáp án. Diệp Quân chỉ cười, vì cô rất tốt. Tô Tử im lặng cúi đầu. Diệp Quân chân thành nói, từ khi đến đây, chỉ có cô và Uyển Du là đối xử với tôi tốt nhất, nên tôi cũng mong hai cô sẽ có cuộc sống viên mãn. Tô Tử ngẩng đầu lên, còn nguyên nhân gì nữa không? Nguyên nhân khác, Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, chỉ đơn giản mong cô sống tốt thôi, không có ý đồ gì khác. Tô Tử liếc hắn một cái rồi cúi đầu xuống đĩa thức ăn, thì thầm, sao lại không có ý đồ khác chứ? Giọng lý nhí như muỗi kêu làm Diệp Quân không nghe rõ. Hắn bèn hỏi lại, cô nói gì sao? Tô Tử lập tức lắc đầu, không có. Diệp Quân chỉ im lặng nhìn cô một cái. Cơm nước xong xuôi rồi. Hai người lên đường tới sân bay. Mọi thủ tục đã được thư ký Tiểu Tuyết xử lý. Diệp Quân và Tô Tử lên máy bay, đương nhiên ngồi chung một chỗ. Máy bay cất cánh khiến Diệp Quân không kiềm được vẻ hứng thú. Thứ này rất giống với tàu vũ trụ của vũ trụ Quan Huyên, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Hắn vẫn luôn thắc mắc vì sao văn minh võ đạo của ngôi sao màu xanh lại thấp đến vậy. Có chủ nhân bút đại đạo, có mẹ hắn. Có một số đại lão khác ở đây, đáng lý mà nói thì không nên như vậy chứ. Nhưng những người đó đều không làm gì để nâng cao văn minh võ đạo nơi này. Chẳng lẽ họ đang làm mọi cách để duy trì tình trạng hiện tại của nó? Diệp Quân rơi vào trầm tư. Rất có khả năng này, bằng không thì Ngân Hà Tông hoàn toàn có thể được đặt ở ngôi sao màu xanh thay vì phải đến tận tinh vực Ngân Hà. Diệp Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, môi cong lên thành một nụ cười. Cảm thấy ngôi sao màu xanh cứ tiếp tục duy trì thế này cũng tốt thôi.
trở thành chốn thiên đường cuối cùng của vũ trụ. Như nghĩ đến điều gì, hắn buột miệng nói, khi nào đến Yến Kinh phải liên lạc với cái cô họ Cố kia. Tô Tử hỏi, anh muốn đến cầu vượt để tìm người kia. Diệp Quân gật đầu. Tô Tử tò mò, người bán sách kia rốt cuộc như thế nào? Diệp Quân lắc đầu, tôi cũng không biết. Ý là, tôi biết cô ấy nhưng lại không thân quen, nên làm gì cũng phải đi tìm gặp mới được. Bởi vì đó là chân thần. Diệp Quân nhìn ra biển mây ngoài cửa sổ, trong lòng hắn vốn vô cùng tò mò về người này. Người đã trấn áp vũ trụ kiếp suốt mấy vạn năm. Vũ trụ kiếp đấy. Nghĩ đến nó, sắc mặt hắn trở nên nặng nề. Tuy chỉ thấy được một góc của vũ trụ kiếp vào ngày đi cùng Từ Nhu nhưng hắn vẫn nhớ như in cảm giác tuyệt vọng ấy. Quá mức khủng khiếp. Tô Tử bỗng hỏi, đến Yên Kinh rồi, anh còn đi câu lạc bộ vô biên không? Diệp Quân nghĩ một hồi, chắc sẽ đi xem một chút. Tô Tử, vậy nhớ gọi tôi đấy. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Tô Tử cười, sợ anh vào rồi không ra được. Diệp Quân cong môi, tôi thấy cô không nên vào thì hơn. Nụ cười của Tô Tử đọng lại, vì sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, người xinh đẹp như cô mà vào đó thì mấy cô gái khác biết làm thế nào bây giờ? Tô Tử thoáng ngẩn ra, đoạn nguyết hắn với một nụ cười chúm chím, lúc nào cũng chỉ biết nịnh. Tôi mặc kệ, chừng nào anh sắp đi thì phải dẫn tôi theo. Diệp Quân cười, được. Tô Tử gật đầu, vừa toan mở miệng nói gì thì máy bay bỗng rung lắc. Diệp Quân nhíu mày. Tô Tử hoảng hốt bắt lấy tay hắn. Một giọng nói vang lên trong máy bay. Xin quý khách đừng hoảng sợ. Máy bay đang bay qua vùng khí lưu, không có vấn đề gì. Nào ngờ lời còn chưa dứt, một tia sét đã ầm ầm bổ vào cánh trái khiến toàn bộ máy bay đong đưa kịch liệt. Tiếng la hét bao trùm bốn phía. Sắc mặt Tô Tử trắng bệch như giấy, tay bấu lấy tay Diệp Quân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sấm chớp rền vang bên ngoài. Tô Tử run rẩy hỏi hắn, chúng ta sắp chết rồi sao? Diệp Quân bỗng đứng phát dậy, nheo mắt nói, thiên đạo nơi này, có ta ở đây mà cũng dám cản rỡ. Tia sét thứ hai nện vào cánh phải khiến máy bay mất thăng bằng, rung lắc dữ dội giữa không trung. Chết tiệt! Sắc mặt Diệp Quân xấu đi, mẹ nó chứ! Mở to con mắt ra xem ông là ai! Quỳnh! Tia sét thứ ba lao xuống. Máy bay đã hoàn toàn mất thăng bằng. Diệp Quân ngây ra như phỗng. Thôi bỏ mẹ! Thiên đạo của hệ Ngân Hà không biết hắn. Bỗng hắn cảm nhận được mình được ai đó ôm lấy. Tô Tử! Cô ấy đang ôm lấy hắn thật chặt, trên mặt là một nụ cười. Cô nhận ra, bỗng dưng mình không còn sợ hãi nữa. Sắc mặt Diệp Quân càng xấu đi. Không đúng. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Chắc chắn phải có lý do gì mà thiên đạo mới giáng lôi kiếp thế này. Chẳng lẽ là vì hắn? Không thể nào, bây giờ hắn đang rất yếu, không đủ để gọi cả thiên kiếp được. Chẳng lẽ? Diệp Quân nhanh chóng nhìn khắp bốn phía. Sau đó tập trung vào một góc ở xa. Nơi đó có một thiếu nữ tầm 16, 17 đang ngồi trong chiếc váy tím và sắc mặt tái mét. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, thiếu nữ nhìn lại, khi thấy hắn thì giật mình. Diệp Quân nhìn cô gái, lập tức cảm nhận được cô ta không phải người, mà chính là yêu. Không ngờ ngôi sao màu xanh cũng có yêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, con yêu này phạm phải lỗi lầm gì ư? Hắn không biết. Hắn chỉ biết máy bay đã hoàn toàn mất thăng bằng, đang chúi nhủi lao xuống với tốc độ đủ để tông sầm xuống đất chỉ sau vài phút nữa. Không khí bên trong máy bay đã loãng cực kỳ. Chợt Tô Tử ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, chết cùng một nơi với anh. Thật ra cũng không sao cả, tôi vẫn luôn muốn nói một điều. Tôi thích. Diệp Quân ngắt lời, không, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chết. Nói rồi hắn gầm lên, vung cao hai tay. Uỳnh. Một luồng kiếm ý đáng sợ thoát ra từ cơ thể hắn rồi phóng vút lên, bao trùm lấy máy bay. Khó khăn kéo cho máy bay thăng bằng trở lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn hắn. Cô gái váy tím cũng tràn đầy khó tin. Nhưng khi Diệp Quân vừa gọi kiếm ý xuất hiện, một luồng sức mạnh bí ẩn lại giáng xuống bao trùm lấy hắn. Duỳnh! Cả người Diệp Quân rũ xuống, suýt nữa đâm đầu xuống sàn. Kiếm ý cũng bị trấn áp trở về. Máy bay lại mất thăng bằng. Diệp Quân thét lên, siết chặt hai tay,
không ngừng tung ra từng luồng kiếm ý đáng sợ. Nhưng chúng vẫn không thể nào chống chọi lại thứ sức mạnh kia, lại còn bị nó không ngừng trấn áp trở lại. Máu tươi bất thình lình tuôn ra từ thất khiếu Diệp Quân, khiến gương mặt hắn vặn lại. Tô Tử đã hoàn toàn ngây người. Diệp Quân ngẩng đầu, dữ tợn gầm lên, cha, làm thế này là không công bằng. Cha muốn rèn luyện con thì cũng đừng liên lụy đến người vô tội. Không ai trả lời, sức mạnh kia ngày càng lớn dần. Thấy máy bay đang chúc đầu xuống, Diệp Quân hỏi Tô Tử trước mặt, nếu tôi biến thành người khác thì cô có sợ không? Tô Tử lập tức lắc đầu. À! Diệp Quân gầm lên, huyết mạch phong ma sôi trào trong người, biến kiếm ý thành màu đỏ tươi. Hắn lại gầm lên, con không phục. Kiếm ý hùng hậu màu đỏ phóng vụt lên, lý trí Diệp Quân cũng bị huyết mạch ăn mòn. Bên ngoài, bầu trời đã trở thành một tấm vải đỏ. Bên trong, Tô Tử nhìn người thanh niên toàn thân đẫm máu, trông như sát thần mà ngây ra như phỗng. Người máu. Diệp Quân lúc này như một người máu, trong đáy mắt cũng như chứa đựng cả một vùng huyết hải, cực kỳ đáng sợ. Tô Tử ngây người. Cô ấy cũng không ngờ Diệp Quân lại đột nhiên trở thành thế này. Sợ hãi chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau nỗi sợ, trái tim Tô Tử đau đớn như bị xé rách, bởi lúc này khuôn mặt Diệp Quân đang nhăn nhó vì phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Kiếm ý màu máu mạnh mẽ kéo lấy máy bay, dù máy bay vẫn còn đang rơi xuống, nhưng tốc độ đã rất chậm rồi. Có điều sức mạnh bí ẩn trấn áp kiếm ý của Diệp Quân vẫn còn đang tồn tại, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Quân đau đớn. Hắn đang chống lại sức mạnh đó. Nhưng dù hắn có sử dụng huyết mạch chi lực thì vẫn không thể chống lại nó. Diệp Quân siết chặt hai tay, cả người đều run rẩy, kiếm ý màu máu đáng sợ không ngừng bắn ra từ trong cơ thể hắn, chống lại lực lượng kinh khủng kia. Hắn không thể lùi bước. Nếu lùi bước, tất cả mọi người đều sẽ chết. Phải biết rằng, những người ở đây đều không phải người tu luyện, một khi rời xuống thì sẽ chết chắc. Tô Tử nhìn Diệp Quân đang vô cùng đau đớn trước mắt. Trong lòng nhất thời như lửa đốt, cô ấy muốn giúp đỡ, nhưng không biết phải giúp thế nào, chỉ có thể luống cuống đứng tại chỗ. Mà lúc này, máy bay đã sắp rơi xuống đất, tốc độ bây giờ rất chậm, giống như hạ cánh bình thường vậy. Diệp Quân siết chặt hai tay, cố gắng chịu đựng, lúc này, hắn cảm thấy mình như sắp vỡ tan ra. Khi máy bay rơi xuống một sườn núi nhỏ, Diệp Quân cũng không gắng gượng được nữa, tất cả kiếm ý màu máu đều tan rã. Toàn bộ máy bay lập tức vỡ vụn. Vào khoảnh khắc kiếm ý tan rã, kiếm ý và huyết mạch của Diệp Quân đều đã thay đổi, nhưng hiện tại, đương nhiên Diệp Quân cũng không rảnh để tâm những điều đó. Tô Tử vội vàng ôm lấy Diệp Quân, hai người lăn xuống từ trên sườn núi nhỏ, cũng may sườn núi này rất bằng phẳng, không có chướng ngại vật gì. Cuối cùng hai người cũng lăn xuống dưới. Cảm giác đau đớn đến từ lưng khiến Tô Tử nhíu chặt mày, nhưng nghĩ đến điều gì? Cô ấy vội ngồi dậy, khi thấy Diệp Quân trước mặt, cô ấy nôn nóng gọi Tiểu Quân, Tiểu Quân. Diệp Quân nằm đó, hai mắt khép hờ, huyết mạch phong ma trên người chậm rãi tản đi, mà hắn cũng rơi vào hôn mê. Thấy Diệp Quân hôn mê, Tô Tử chợt cảm thấy sợ hãi, cô ấy giơ hai ngón tay đặt lên mũi Diệp Quân, khi cảm nhận được nhịp thở, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật khóc. Tô Tử vội vàng cầm lấy điện thoại. Nhưng lại không có chút tín hiệu nào cả. Phải làm sao đây? Tô Tử ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, xác máy bay ở trên đó, mà chỗ bọn họ cách đỉnh núi khoảng hơn 1000 mét, gần như không thể dẫn Diệp Quân quay lại đỉnh núi. Hơn nữa một phần xác máy bay trên đỉnh núi đã bốc cháy, những người trên đỉnh núi cũng đang bỏ chạy. Không thể quay lại. Tô Tử đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này cô ấy và Diệp Quân ở dưới chân núi, xung quanh rất nhiều cây có gai. Cách đó mấy trăm mét là một cánh rừng rậm, mà lúc này trời đã sắp tối. Sau khi cuống cuồng một lúc lâu, Tô Tử cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh, sau đó cô ấy đứng lên muốn đưa Diệp Quân rời khỏi đây, vì nơi này không có chỗ nào để trốn cả, một khi trời tối nơi này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ Diệp Quân bị thương rất nặng, phải dẫn hắn đến nơi có tín hiệu, sau đó tìm người giúp đỡ. Tô Tử nhìn Diệp Quân nằm dưới đất, cô ấy cắn răng. Sau đó xé tay áo quấn chân mình lại, vì cô ấy mang giày cao gót, mà bây giờ đương nhiên không thể mang giày như thế. Sau khi quấn quanh chân, cô ấy nhẹ nhàng kéo Diệp Quân, vác hắn lên lưng.
hơi nặng. Thân thể Tô Tử lập tức cong xuống, có vẻ vô cùng mất sức. Hai tay Tô Tử nâng chân Diệp Quân, sau đó từ từ đi về phía xa, cô ấy đi rất chậm, hơn nữa xung quanh đều là cây có gai, đi chưa được mấy bước thì quần của cô ấy đã rách, vết máu xuất hiện. Tô Tử cắn răng, từ từ cõng Diệp Quân đi về phía xa, chưa đi được bao lâu, trên chân cô ấy đã chảy đầy máu. Không biết đã bao lâu trôi qua, Tô Tử đưa Diệp Quân đi vào rừng, cô ấy nhẹ nhàng đặt Diệp Quân xuống trước một gốc đại thụ, sau đó nhìn xuống hai chân mình, hai chân cô ấy đã máu thịt lẫn lộn rồi. Tô Tử cố nhịn đau, sau đó từ từ xé quần áo của Diệp Quân quấn quanh hai chân mình, sở dĩ không xé áo của mình là vì hôm nay cô ấy mặc áo lông, bên trong chỉ có đồ lót, nếu còn xé nữa sẽ không còn gì che chắn. Sau khi quấn quanh hai chân, Tô Tử lấy điện thoại ra, vẫn không có tín hiệu. Thấy điện thoại vẫn mất sóng, sắc mặt Tô Tử nhất thời trở nên u ám, cô ấy nhìn Diệp Quân trước mặt, hắn vẫn còn đang hôn mê. Tô Tử nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Quân, chắc chắn chúng ta sẽ không sao. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô ấy tiếp tục cõng Diệp Quân đi ra khỏi cánh rừng, cô ấy đi rất chậm, chỉ khoảng mấy trăm mét mà cô đi mất hơn nửa tiếng. Trời cũng ngày càng tối. Tô Tử không thể không bước nhanh hơn. Dù Diệp Quân vẫn còn thở, nhưng cô ấy biết tình trạng của Diệp Quân lúc này rất tệ, phải nhanh chóng chữa trị. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng Tô Tử cũng đưa Diệp Quân rời khỏi cánh rừng, nhưng sau khi ra khỏi, cô ấy lại sững sờ. Trước mắt là núi non chập trùng, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Hai người họ đang ở nơi sâu nhất của dãy núi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tô Tử nhất thời tái đi, cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay sau đó, cô ấy nhìn thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn, cô ấy vội vàng cõng Diệp Quân đi tới. Sau khi nhẹ nhàng đặt hắn xuống, cô ấy lấy điện thoại ra, nhưng vẫn không có tín hiệu. Giao lưu thêm một lúc, sắc mặt Tô Tử trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, dường như cô ấy phát hiện điều gì đó nên đột nhiên nhìn xuống hai chân mình, cô ấy phát hiện, vết thương trên chân đang chậm rãi hồi phục. Thấy cảnh này, Tô Tử sửng sốt, nhưng nghĩ đến điều gì, cô ấy vội vàng lấy đá nữ oa từ trong cổ áo ra. Đá nữ oa vẫn sáng chói cả mắt. Tô Tử vội vàng đeo đá nữ oa lên người Diệp Quân, trong đá nữ oa nhanh chóng có một ít linh lực chậm rãi bay ra, sau đó chảy vào trong cơ thể Diệp Quân. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tử nhất thời vô cùng mừng rỡ. Có tác dụng rồi. Nhưng Diệp Quân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này trời đã tối, một cơn gió rét thổi tới từ trong núi, Tô Tử không nhịn được run rẩy, cô ấy tựa lên vách đá, sau đó ôm Diệp Quân vào lòng. Cô ấy dịu dàng lau đi máu tươi trên khóe miệng Diệp Quân, nhẹ giọng nói, sẽ không sao đâu. Đêm đến, trong núi lớn vô cùng yên tĩnh, Tô Tử nhìn xung quanh, một màu đen kịt, đương nhiên cũng thấy hơi sợ hãi. Cô ấy ôm chặt lấy Diệp Quân, run rẩy nói, không, không sợ. Lúc này, trong đêm tối chợt vang lên tiếng động nhỏ, sắc mặt Tô Tử thoáng chốc thay đổi, sau đó, trong cánh rừng trước mặt cô ấy không xa đột nhiên có một thứ khổng lồ bước ra. Nương theo ánh sáng nhạt tản ra từ trong đá nữ oa, Tô Tử thấy rõ con vật khổng lồ kia, sắc mặt cô ấy thoáng chốc tái mét. Hổ! Là một con hổ khổng lồ. Con hổ kia cũng không chú ý vào Tô Tử và Diệp Quân mà chỉ nhìn chằm chằm vào viên đá nữ oa, rõ ràng nó bị thu hút bởi linh lực mà đá nữ oa tản ra. Nhìn thấy con vật khổng lồ xuất hiện trước mặt, Tô Tử run rẩy, nhưng cô ấy vẫn lấy can đảm đứng dậy, cô ấy chắn trước mặt Diệp Quân. Nhìn chằm chằm con hổ kia. Lúc này, con hổ đột nhiên nhảy lên, nhào tới chỗ Tô Tử và Diệp Quân. Tô Tử không chống lại mà xoay người ôm lấy Diệp Quân. Lúc này, một tiếng động vang lên, sau đó con hổ kia bay thẳng đến chỗ cách đó mười mấy mét. Giữa chân mày con hổ có một lỗ máu. Tô Tử ngẩn người, sau đó vội vàng nhìn về phía Diệp Quân, lúc này Diệp Quân đã mở mắt ra. Tô Tử nhất thời vô cùng mừng rỡ, anh tỉnh rồi à? Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía đá nữ oa trước ngực, cũng may có thứ này ở đây, nếu không hôm nay e rằng hắn và Tô Tử đã phải chết trong tay con hổ này rồi. Diệp Quân nhìn Tô Tử trước mặt, nét mặt cô ấy tái nhợt, trên mặt còn có hai vết máu, nhưng lúc này, cô ấy lại đang cười. Diệp Quân khẽ mỉm cười, chúng ta còn sống. Tô Tử vội gật đầu, cười nói, đúng vậy. Nói xong,
nước mắt của cô ấy lập tức tuôn rơi. Diệp Quân nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Tô Tử nắm chặt lấy tay Diệp Quân, lắc đầu không nói gì. Diệp Quân cười hỏi, không vui à? Tô Tử lắc đầu, rất vui. Diệp Quân đang định lên tiếng thì Tô Tử chợt nói tiếp, lúc ở trên máy bay, chắc là anh đau đớn lắm. Diệp Quân cười khẽ, đều đã qua rồi. Tô Tử nhìn Diệp Quân, không nói gì, cô ấy nhẹ nhàng ôm Diệp Quân vào lòng. Diệp Quân hỏi, có thể liên lạc với bên ngoài không? Tô Tử lắc đầu, không có tín hiệu. Dứt lời, cô ấy nhìn về phía xa, bên kia có một ngọn núi nhỏ, đợi khi trời sáng chúng ta sẽ đi tới đỉnh núi, có lẽ sẽ có tín hiệu. Diệp Quân gật đầu, được. Giọng nói rất yếu ớt. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quân, mệt lắm sao? Diệp Quân gật đầu, lúc này hắn đang rất mệt, vì sức mạnh bí ẩn trước đó thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa bây giờ hắn còn không giống trước kia, hoàn toàn không có thân thể và tu vi, vì thế tình trạng của hắn lúc này đang rất tệ. Mà khi nãy hắn còn cố ra tay, có thể nói là thương lại chồng thêm thương. Tô Tử nhẹ giọng nói, vậy thì nghỉ ngơi đi. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, bây giờ nếu hắn ngủ, lỡ như lại xảy ra nguy hiểm gì thì Tô Tử không thể xoay sở được. Dù có đá nữ oa, nhưng hắn vẫn không yên tâm, hơn nữa bây giờ Tô Tử vẫn chưa được đá nữ oa nhận làm chủ, hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh chân chính của nó. Tô Tử nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Quân, dịu dàng nói, buồn ngủ quá thì nghỉ ngơi đi. Diệp Quân khẽ mỉm cười, không được, tôi sợ cô sàm sỡ tôi. Tô Tử trợn mắt, bây giờ anh còn có thể làm gì à? Diệp Quân lắc đầu, hắn vừa định nói gì đó thì Tô Tử đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên môi hắn. Diệp Quân sửng sốt, vừa chạm vào đã rời đi. Trong đêm tối, mặt Tô Tử hơi ửng đỏ, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, cô ấy vô cùng ngượng ngùng, vội vàng nói, đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một nụ hôn trong sáng thôi, là cách giao lưu rất bình thường của hệ ngân hà chúng tôi. Diệp Quân chần chừ một lát rồi hỏi, có thể giao lưu thêm một lúc không? Tô Tử. Nhìn Tô Tử đang thẹn thùng, Diệp Quân không khỏi lắc đầu cười khẽ, đương nhiên hắn sẽ không tin lời Tô Tử. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn như lúc đầu, tuy vẫn chưa hiểu rõ hệ ngân hà cho lắm, nhưng vẫn biết một vài kiến thức thông thường. Diệp Quân muốn thử cử động, nhưng lúc này hắn thật sự không có chút sức lực nào cả. Sức lực cả người như bị hút khô rồi vậy. Diệp Quân thầm thở dài. Cha ra tay độc ác quá. Hắn cũng nghi ngờ rốt cuộc mình có phải con ruột không. Nhưng hắn phát hiện huyết mạch và kiếm ý của hắn đã xảy ra thay đổi lớn. Nói một cách đơn giản là trở nên mạnh hơn, nhưng rốt cuộc mạnh như thế nào thì hắn cũng không rõ lắm. Thật ra bây giờ hắn cũng hơi chờ mong lúc tu vi khôi phục, vì nếu khôi phục được, thực lực của hắn sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Trong lúc suy nghĩ cơn buồn ngủ ập đến, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng sau đó, hắn chợt cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn nhất thời khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Thấy thế, Tô Tử hơi đau lòng nói, nếu muốn ngủ thì ngủ đi, tôi trông chừng anh. Diệp Quân lắc đầu, không được, nếu ngủ mất, một khi gặp nguy hiểm thì cô phải làm sao? Cô cứ nói chuyện với tôi là được. Đương nhiên là hắn không dám ngủ, dã thú còn đỡ. Hắn sợ người phụ nữ áo tím trong máy bay trước đó kìa, ả là yêu. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Tô Tử ôm hắn vào lòng, vừa cảm động vừa tức giận, bây giờ anh còn quan tâm tôi làm gì, mau ngủ đi. Diệp Quân lại lắc đầu một lần nữa, cô nói chuyện với tôi đi. Thấy Diệp Quân kiên trì như thế, Tô Tử hơi bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp. Thật ra cô ấy cũng sợ, sợ sau khi Diệp Quân ngủ say sẽ không thể tỉnh lại nữa. Vì tình trạng của Diệp Quân lúc này rất tệ. Thấy Diệp Quân lại buồn ngủ, Tô Tử vội nói, anh muốn nói gì? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó đáp, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tô Tử gật đầu, cười đáp, đương nhiên rồi, lúc đó tôi còn tưởng anh là bạn trai của Uyển Du. Diệp Quân cười hỏi, bạn trai ý là tướng công à? Tô Tử lắc đầu, không phải. Diệp Quân thắc mắc, vậy thì là gì? Tô Tử giải thích, bạn trai có nghĩa là hai người ở bên nhau một khoảng thời gian, nếu hợp nhau thì kết hôn, trở thành vợ chồng, nếu không hợp thì chia tay. Cho nên bạn trai không thân thiết bằng chồng, nhưng lại thân hơn bạn bình thường.
Diệp Quân nói, tôi nhớ lúc đó cô có hỏi tại sao tôi không ngủ cùng Uyển Du. Tô Tử cười đáp, nếu là người yêu mà hai bên đều đồng ý thì có thể sống chung. Diệp Quân chớp mắt, ý là có thể ngủ chung à? Tô Tử gật đầu, hai bên đều đồng ý thì có thể. Diệp Quân gật đầu, phong tục nơi này thật sự không giống ở vũ trụ quan huyên cho lắm. Đồng thời hắn cũng hơi xấu hổ, lúc trước hắn còn nói Tô Tử và Uyển Du đều là bạn gái của hắn. Đều tại Uyển Du. Nói bạn gái có nghĩa bạn là nữ giới. Đúng là nói bậy. Nhưng không thể không nói, ngôn ngữ của Hoa Hạ này đúng là uyên thâm. Sau khi trò chuyện một lúc, Diệp Quân lại cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo tới. Tô Tử khẽ hỏi, buồn ngủ à? Diệp Quân đang muốn cắn đầu lưỡi của mình lần nữa, nhưng lúc này, Tô Tử đột nhiên nắm lấy tay Diệp Quân, sau đó đưa vào trong áo mình. Oanh! Khi chạm tới một thứ mềm mại, đầu óc Diệp Quân trống rỗng, cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn. Lúc này mặt Tô Tử đỏ rực như ánh nắng, cô ấy thẹn thùng cúi thấp đầu đến trước ngực, thân thể cũng hơi run rẩy. Ít hầu Diệp Quân lăn lộn, hắn cất lời, Tô Tử, không cần như thế đâu. Tô Tử vô cùng thẹn thùng, run rẩy nói, bây giờ còn buồn ngủ nữa không? Diệp Quân im lặng, bây giờ đã không phải vấn đề buồn ngủ hay không nữa. Hiện tại suy nghĩ của hắn bắt đầu đi xa rồi. Tô Tử lại nhỏ giọng hỏi, thích không? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, nói không thích thì quá dối trá. Diệp Quân nghiêm túc nói, Tô Tử, cảm ơn, chỉ là cô không cần phải khiến bản thân chịu thiệt như thế đâu. Tô Tử lắc đầu, cũng không phải chịu thiệt, anh đừng cảm thấy tôi là một người tùy tiện là được. Diệp Quân nhẹ giọng nói, sao có thể chứ? Tô Tử dịu dàng sờ mặt Diệp Quân, lúc trên máy bay, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta chết chắc. Anh biết không, lúc đó khi ôm anh, tôi lại không thấy sợ hãi nữa. Diệp Quân hỏi, tại sao? Tô Tử cười khẽ, vì tôi ở cạnh anh. Diệp Quân im lặng. Tô Tử khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Lúc này, Diệp Quân muốn rụt tay về, nhưng Tô Tử lại ngăn cản hắn, cô ấy nhỏ giọng nói, sờ đi. Vì tôi cảm thấy hình như anh không buồn ngủ nữa. Diệp Quân, không thể không nói, đêm này dù có đau cũng vui. Hắn có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng có vài chuyện lại không thể làm. Dù thế nào thì bây giờ hắn cũng không buồn ngủ nữa. Cuối cùng cũng chịu đựng đến khi trời sáng, Tô Tử vừa định đứng lên thì phát hiện thứ khác thường trước ngực mình, như nhớ ra điều gì, cô ấy nhất thời đỏ mặt. Diệp Quân cũng rất tự giác rụt tay về, mà lúc này, Tô Tử cũng đứng lên. Nhưng vừa đứng dậy, cô ấy đã lập tức ngã xuống. Diệp Quân vội vàng đỡ lấy Tô Tử, hắn nhìn xuống chân Tô Tử, lúc này, trên chân cô ấy chi chít vết thương. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô ấy cõng mình đi xa như thế, Diệp Quân nhất thời hơi đau lòng, hắn vội vàng tháo dây chuyền trên cổ mình xuống đeo cho Tô Tử vội nói, hay là anh đeo. Diệp Quân nhìn Tô Tử, nghe lời. Dù không tức giận, nhưng lại chứa đựng cảm giác uy nghiêm. Tô Tử do dự một lát rồi gật đầu, được. Diệp Quân khẽ mỉm cười, sau đó nói, nào, tôi cõng cô. Dứt lời, hắn cõng Tô Tử đi về phía ngọn núi nhỏ xa xa. Qua một đêm chữa trị của đá nữ oa, bây giờ hắn đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Hai tay Tô Tử vòng lên cổ Diệp Quân, cô ấy cứ nhìn Diệp Quân như thế, nhìn một lúc, trên mặt cô ấy chợt xuất hiện một nụ cười động lòng người. Hai tay Diệp Quân đỡ mông Tô Tử. Dù không có suy nghĩ động chạm gì, nhưng vẫn có chút cảm giác khác thường. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông bình thường. Tô Tử nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, người đàn ông này điểm nào cũng tốt, chỉ có một điều là không háo sắc. Chẳng lẽ cô ấy chưa đủ đẹp? Tô Tử lắc đầu, mặt thoáng chốc ửng đỏ, suy nghĩ như thế giống như mình muốn hắn sàm sỡ mình vậy, thật sự quá ngượng ngùng. Diệp Quân nhanh chóng dẫn Tô Tử đi tới đỉnh núi. Sau khi đến đỉnh núi, Tô Tử lấy điện thoại ra, chẳng mấy chốc, trong mắt cô ấy lộ vẻ vui mừng, có tín hiệu rồi. Diệp Quân cười hỏi, cô định gọi cho ai? Tô Tử đáp, cô Hiên Viên Lăng. Diệp Quân hơi tò mò, cô Hiên Viên Lăng. Tô Tử gật đầu, chỗ chúng ta đã cách Hiến Kinh không xa, nếu gọi cô Hiên Viên Lăng, với thực lực của nhà Hiên Viên sẽ nhanh chóng tìm thấy và cứu viện chúng ta. Diệp Quân gật đầu, được. Tô Tử gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, bên kia đã vang lên giọng nói của Hiên Viên Lăng.
Một lát sau, Hiên Viên Lăng hỏi, cô Tô Tử, anh Diệp vẫn ổn chứ? Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quân, khá ổn. Hiên Viên Lăng nói, hai người đợi một lát, tôi sẽ đến ngay. Sau khi cúp máy, Tô Tử nhìn xung quanh, vẫn là những ngọn núi không nhìn thấy điểm cuối. Tô Tử hơi lo lắng. Diệp Quân nhẹ nhàng đặt Tô Tử xuống một tảng đá, sau đó hắn nhìn hai chân cô ấy, vải quấn hai chân đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Diệp Quân khẽ hỏi, đau lắm đúng không? Tô Tử lắc đầu. Thấy nét mặt mệt mỏi của Tô Tử, Diệp Quân dịu dàng ôm cô ấy vào lòng, nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi chút đi. Tô Tử thoáng chần chừ, sau đó gật đầu, ừ. Cô ấy thật sự rất mệt mỏi. Tô Tử nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu sử dụng vũ trụ quan huyên pháp, sau đó, mắt hắn sáng lên, hơi ngạc nhiên. Vì hắn phát hiện linh khí ở nơi này nhiều hơn được một chút. Chuyện gì thế này? Diệp Quân hơi tò mò, hắn nhìn xung quanh, chẳng lẽ là vì ở trong núi? Diệp Quân không suy nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh khí. Trước đó lúc chống lại sức mạnh bí ẩn trên máy bay, hắn đã tiêu tốn tất cả huyền khí, bây giờ phải nhanh chóng tích lũy lại mới được. Khoảng 2 tiếng sau, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Nghe thấy tiếng động, Diệp Quân chậm rãi mở mắt, máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới không trung cách Diệp Quân và Tô Tử mấy chục mét, sau đó, một cô gái nhảy xuống. Người đó chính là Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng bước nhanh đến trước mặt Diệp Quân và Tô Tử, cô ấy nhìn hai người, sau đó cất lời, anh Diệp, cô Tô. Lúc này, Tô Tử cũng đã thức dậy. Diệp Quân nói, cảm ơn cô Lăng. Hiên Viên Lăng lắc đầu, anh khách sáo quá. Dứt lời, cô ấy nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, anh ôm chặt lấy cô Tô nhé. Sau đó, hai tay cô ấy nắm lấy bả vai Diệp Quân, chân phải dẫm nhẹ xuống đất, bay lên mấy chục mét, cuối cùng di chuyển vào trong máy bay. Thấy cảnh này, Tô Tử nhất thời trợn to mắt, mấy chục mét đó. Đây là bay thật này. Đương nhiên Diệp Quân không hề ngạc nhiên, nếu không vì có sức mạnh bí ẩn kia trấn áp, hắn chỉ cần một suy nghĩ là có thể bay ra khỏi hệ ngân hà rồi. Hiên Viên Lăng nhìn về phía Diệp Quân, anh Diệp, không lâu trước đó có một chiếc máy bay gặp tai nạn, hai người ở trên máy bay đó sao? Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng chần chừ một lát rồi hỏi, anh Diệp cứu tất cả mọi người ư? Diệp Quân gật đầu lần nữa. Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, sau đó nói, anh Diệp đừng trách tôi nhiều chuyện, có phải anh vì lý do gì đó nên tu vi bị trấn áp không? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao, cô biết? Hiên Viên Lăng im lặng. Lúc trước cô ấy từng nhìn thấy kiếm ý đáng sợ kia của Diệp Quân, kiếm ý đó thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng sau đó Diệp Quân lại bị một sức mạnh làm hôn mê, khi đó cô ấy còn tưởng là bị kiếm ý phản phệ. Bây giờ xem ra không phải thế. Anh Diệp này đang bị trấn áp. Thấy Diệp Quân nhìn mình, Hiên Viên Lăng cười nói, tôi đoán. Đoán. Diệp Quân gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, hắn nhìn Tô Tử trong lòng, bây giờ thấy sao? Tô Tử cười đáp, khỏe hơn nhiều rồi. Diệp Quân nói, cô Lăng, cô có biết thiên đạo của ngôi sao màu xanh không? Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, biết. Diệp Quân hỏi, phải làm sao mới có thể liên hệ được? Hiên Viên Lăng hơi chần chừ, sau đó hỏi, anh Diệp tìm nó làm gì? Diệp Quân nghiêm túc, tôi muốn nói với nó bị sa thải. Hiên Viên Lăng, đuổi việc thiên đạo. Hiên Viên Lăng lắc đầu cười, đương nhiên cô ấy sẽ không coi là thật, chỉ coi như lời nói khi tức giận của Diệp Quân mà thôi. Thiên đạo, đối với người bình thường có thể rất xa lạ, thậm chí hoàn toàn chưa nghe tới bao giờ. Nhưng đương nhiên nhà Hiên Viên của cô ấy không thể nào không biết. Ngôi sao màu xanh cũng có thiên đạo. Hơn nữa còn do Ngân Hà Tông đích thân phái tới để duy trì trật tự, ngăn chặn tại yêu gây loạn ở ngôi sao màu xanh. Mà Diệp Quan nói đuổi việc thiên đạo, điều này đương nhiên không thực tế, trừ khi hắn là tông chủ của Ngân Hà Tông. Diệp Quân cũng không nói gì nữa, bây giờ hắn chỉ hy vọng mau chóng chữa khỏi vết thương cho Tô Tử, dạy cô ấy tu hành. Hắn bị nhắm đến, nhưng Tô Tử thì không. Khoảng một tiếng sau, máy bay trực thăng dừng trên nóc một tòa nhà, Hiên Viên Lăng đưa hai người Diệp Quân đến căn phòng sang trọng nhất ở tầng cao nhất. Căn phòng này cực lớn với diện tích chừng hơn 800 mét vuông,
bài trí cực kỳ sang trọng, nhìn từ cửa sổ có thể thấy cả thành phố Yến Kinh. Hiên Viên Lăng nói, đây là tòa nhà Hiên Viên, mà căn phòng này là nơi tôi nghỉ ngơi thường ngày, hai người ở đây sẽ không bị bất kỳ ai quấy rầy đâu. Diệp Quân nhìn môi trường xung quanh, đúng là rất thoải mái. Diệp Quân bế Tô Tử đặt lên giường, Hiên Viên Lăng đi vào nhìn hai chân Tô Tử cần phải rửa sạch đã. Diệp Quân nói, tôi đi lấy nước. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Chẳng bao lâu sau Diệp Quân đã mang một chậu nước đến trước mặt Tô Tử, hắn nhẹ nhàng bỏ những giải vải đó ra, vết thương đã lành lại nhờ sự chữa lành của đá nữ oa, nhưng trông vết máu vẫn khá rợn người. Diệp Quân lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên chân cô ấy. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Trong lòng Tô Tử cực kỳ vui vẻ, trên mặt cũng nở nụ cười quyến rũ. Rất nhanh, Diệp Quân đã rửa sạch hai chân Tô Tử, sau đó hắn bế cô ấy lên giường, đắp chăn cho cô ấy, cô nghỉ ngơi thêm đi. Tô Tử khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nói, ừm. Diệp Quân đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Hiên Viên Lăng lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tô Tử, cô Tô, đan dược này có thể giúp cô khôi phục khí lực. Tô Tử khẽ gật đầu, cảm ơn cô. Hiên Viên Lăng cười, không có gì. Nói xong cô ấy rời đi. Diệp Quân và Hiên Viên Lăng lên sân thượng, Diệp Quân nhìn Yến Kinh phía dưới rồi hỏi, cô Lăng cần gì? Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, không cần gì cả. Diệp Quân quay đầu nhìn Hiên Viên Lăng, cô ấy cười khẽ, chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Nếu đã là bạn bè, giúp việc nhỏ này thì có là gì? Diệp Quân nói, cô Lăng, không giấu gì cô, có thể tôi còn có một số chuyện nữa cần phải làm phiền cô, vậy nên nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi. Hiên Viên Lăng cười, anh Diệp không muốn làm bạn với tôi đúng không? Diệp Quân lắc đầu, không phải, chỉ là tôi không muốn nợ người khác ân huệ thôi. Hiên Viên Lăng nói, anh Diệp cần tôi làm gì? Diệp Quân nói, hai việc, thứ nhất, giúp tôi điều tra cầu vượt của Yến Kinh ở đâu. Thứ hai, giúp tôi điều tra xem chủ nhân của câu lạc bộ vô biên là ai, có thể liên lạc được với người đó không? Hiên Viên Lăng hơi nhíu mày, câu lạc bộ vô biên. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Hiên Viên Lăng im lặng. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, cô Lăng có biết câu lạc bộ vô biên không? Hiên Viên Lăng gật đầu, đương nhiên là biết rồi, thân phận chủ nhân câu lạc bộ vô biên này vô cùng bí ẩn, ngay cả nhà Hiên Viên của tôi cũng không tra ra được, chúng tôi đoán có thể đối phương đến từ vùng ngoài. Diệp Quân nói, quả nhiên đến từ vùng ngoài. Hiên Viên Lăng hơi ngạc nhiên, anh Diệp biết đối phương à? Diệp Quân gật đầu, biết, nhưng tôi không có cách nào liên lạc được với người đó. Hiên Viên Lăng trầm mặc hồi lâu rồi bảo, vậy chỉ có thể đến trụ sở chính của câu lạc bộ vô biên thôi. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, nhà Hiên Viên có thể đến đó không? Hiên Viên Lăng gật đầu, có. Diệp Quân gật đầu, đến lúc đó sẽ phiền phức đấy. Hiên Viên Lăng cười bảo, chuyện nhỏ thôi. Diệp Quân hỏi, cầu vượt Yến Kinh ở đâu? Hiên Viên Lăng trầm giọng, anh Diệp, Yến Kinh có rất nhiều cầu vượt, có thể nói cụ thể hơn không? Diệp Quân nói, cô đã đọc cuốn sách, Dục Hải Tình Mê, chưa? Hiên Viên Lăng hơi sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, vội lắc đầu, chưa. Nhìn vẻ mặt của Hiên Viên Lăng, Diệp Quân cười khổ, cô Lăng, tôi muốn tìm người bán cuốn sách này. Hiên Viên Lăng nói nhỏ, vậy tôi biết anh đang nói tới cầu vượt nào rồi. Diệp Quân vội nói, đưa tôi tới đó đi. Hiên Viên Lăng lắc đầu, chỉ có thể đến đó vào buổi tối. Diệp Quân hỏi, buổi tối người đó mới xuất hiện à? Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân im lặng hồi lâu rồi bảo, vậy thì buổi tối đến đó. Từ Thụ và Từ Nhu đến hệ Ngân Hà để tìm chân thần, chỉ cần tìm được chân thần thì chắc chắn sẽ tìm được hai cô ấy. Từ Thụ. Diệp Quân thở dài trong lòng, cô gái này. Hiên Viên Lăng nói, anh Diệp, vậy buổi tối tôi sẽ đến tìm anh nghỉ ngơi đi. Diệp Quân gật đầu, được. Hiên Viên Lăng xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân về phòng thì Tô Tử đã ngủ, hắn đi tới bên giường đắp chăn cho cô ấy, sau đó đến bên cửa sổ. Tu hành. Sau khi đến Yến Kinh, hắn phát hiện linh khí ở đây nhiều hơn thành phố Bạch Vân không ít, tuy vẫn không thể so sánh với vũ trụ Quan Huyên, nhưng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hắn cũng không biết pháp tắc muốn áp chế tu vi của hắn đến lúc nào.
dù sao ở đây hắn cũng nên tích trữ nhiều huyền khí một chút. Nơi này cũng không an toàn. Hôm qua suýt chút nữa hắn đã chết trong tay người của mình. Sau khi sử dụng vũ trụ quan huyên pháp, linh khí đất trời tập trung về phía Diệp Quân càng lúc càng nhiều. Ở một nơi nào đó trong tinh không, một người đàn ông trung niên lặng lẽ đứng đó, phía sau ông ta có ba người, lần lượt là một người phụ nữ mặc đạo bào, một ông già lưng gù, còn có một người đàn ông mặc áo bào đen tỏa ra sát khí nồng nặc. Mà người đàn ông trung niên đứng đầu chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Phía trước mặt nhóm Vĩnh Sinh Đại Đế chừng mấy vạn trượng là một khoảng phế tích vô tận. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn vùng phế tích ấy, u thần, chẳng lẽ người thật sự cam lòng đời đời kiếp kiếp ẩn núp ở vũ trụ hoang tàn đổ nát này? Lúc này một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế. Hư ảnh đáp, Vĩnh Sinh Đại Đế, ta không biết rốt cuộc người phụ nữ váy trắng là ai, mạnh thế nào, thực lực của chân thần cực kỳ đáng sợ, thứ cho ta nói thẳng. Ta không nghĩ rằng ông có thể đánh bại được cô ta. Vĩnh Sinh Đại Đế cười bảo, chân thần duy trì trật tự của chủ nhân bút đại đạo, cũng có nghĩa là dưới nàng ta, tuổi thọ của bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ có ngày kết thúc. Ta rất tò mò bây giờ ngươi còn bao nhiêu năm tuổi thọ nữa đấy. Hư ảnh im lặng. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn U Thần, chân thần và người phụ nữ váy trắng đó cứ để ta đối phó. U Thần im lặng không nói. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói tiếp, chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh sao? Không muốn có tuổi thọ vô hạn ư? Chỉ cần giết được đám phụ nữ váy trắng là thế giới này sẽ là của chúng ta. U thần khẽ thở dài, Vĩnh Sinh Đại Đế, bây giờ ông đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn rồi, sao còn phải làm những chuyện này nữa? Vĩnh Sinh Đại Đế cười, ta phải lấy lại những gì đã mất. Hơn nữa ta sống lại một kiếp, đương nhiên phải làm chút gì đó rồi. Nếu không sống lại còn có ý nghĩa gì? U thần lắc đầu, ta không tham gia. Nói xong U thần quay người rời đi. Không phải ông ta không muốn lật đổ trật tự hiện tại của chân thần, có được tuổi thọ vô hạn, mà là ông ta không tin Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế này trông như cái chày gỗ vậy. Không đáng tin cậy. Tiếp tục sống tạm bợ đi. Thấy U thần rời đi, hai mắt Vĩnh Sinh Đại Đế dần trở nên lạnh đi. Tuy là thần linh nhưng chẳng có ý chí chiến đấu gì cả, vô dụng. Táng đế bên cạnh ông ta lên tiếng, ta đã từng gặp một số thần linh vũ trụ rồi, đều là kẻ tham sống sợ chết, đây cũng là lý do vì sao bọn họ không bằng một số đại đế. Vĩnh Sinh Đại Đế gật đầu. Táng đế nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế, khi nào thì chúng ta đến hệ Ngân Hà. Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi nhắm mắt lại, đi đến nơi cuối cùng, nơi đó có đại nguyên đại đạo. Đại nguyên đại đạo có thể giúp tôi khôi phục thực lực đỉnh phong. Đại nguyên đại đạo. Nghe vậy, vẻ mặt mấy người phía sau Vĩnh Sinh Đại Đế đều biến đổi. Năng lượng quý giá nhất vũ trụ hiện tại chính là đại nguyên đại đạo. Vĩnh Sinh Đại Đế quay đầu nhìn nơi sâu trong tinh hà, cười khẽ chậm nhất là một tháng, đó sẽ là ngày chết của người phụ nữ váy trắng. Đi. Nói xong ông ta biến mất tại chỗ. Những người còn lại cũng biến mất. Ngôi sao màu xanh. Diệp Quân ngồi thiền đến tận tối, mà bây giờ huyền khí trong cơ thể hắn đã khiến hắn phóng ra được 5 luồng kiếm khí, thật ra hắn hơi muốn một lần nữa chiến đấu với sức mạnh phong ấn kia. Nhưng nghĩ lại hắn thấy vẫn nên bỏ đi thì hơn. Kẻo đến lúc đó lại bị đánh thảm hại. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Diệp Quân quay đầu lại thì thấy là Tô Tử. Tô Tử đi đến bên cạnh Diệp Quân. Hai người cùng đứng trước cửa sổ sát đất rộng lớn, phóng tầm mắt là có thể thấy một nửa thành phố Yến Kinh, phong cảnh tuyệt vời. Tô Tử quay đầu nhìn Diệp Quân, nháy mắt, lúc trước anh nói có thể dạy tôi tu hành. Diệp Quân cười, đương nhiên. Tô Tử hỏi, khó không? Diệp Quân lắc đầu, không khó. Nói rồi hắn chợt chỉ vào đầu mày của Tô Tử, trong nháy mắt đầu Tô Tử hiện lên vô số tin tức. Một lúc sau, Diệp Quân rút tay về. Tô Tử từ từ mở mắt, vũ trụ quan huyên pháp. Diệp Quân gật đầu, công pháp tu luyện tốt nhất hiện tại. Tô Tử khẽ hỏi, rất chân quý đúng không? Diệp Quân cười đáp, không chân quý, giống như hòn đá cô đeo trên người thôi. Tô Tử nhìn Diệp Quân, một lúc sau hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, anh chỉ biết lừa tôi thôi. Diệp Quân cười rồi bảo, lát nữa tôi sẽ đến cầu vượt tìm người bán sách, cô có muốn đi cùng không? Tô Tử vốn định gật đầu nhưng dường như nghĩ tới điều gì,
Cô ấy khẽ lắc đầu, tôi phải đi tìm chị Cố, còn rất nhiều chuyện làm ăn cần thương lượng, không thể kéo dài thêm nữa. Diệp Quân gật đầu, được. Lúc này Hiên Viên Lăng đi vào. Diệp Quân đứng lên, cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong hắn quay người rời đi. Tô Tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quân quay đầu nhìn Tô Tử đi tới trước mặt hắn, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch, nhẹ giọng nói, nếu một ngày nào đó anh phải đi, đừng rời đi mà không nói lời từ biệt, được không? Diệp Quân trầm mặc một lát rồi gật đầu, chắc chắn sẽ không như vậy. Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh hứa rồi đấy. Diệp Quân cười, tôi hứa. Tô Tử cười tươi tắn, mau đi đi. Diệp Quân gật đầu rồi quay người, cùng Hiên Viên Lăng. Ở chỗ cũ, Tô Tử trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu cười, nụ cười hơi chua chát. Sau khi Diệp Quân và Hiên Viên Lăng xuống khỏi tòa nhà Hiên Viên thì đi thẳng đến cầu vượt Yến Kinh. Giao lưu vui vẻ. Yến Kinh về đêm, đèn đường sáng trưng, trên các lối phố, người qua lại nhộn nhịp, huyên náo không ngừng. Hai bên đường là hàng loạt các cửa hàng lớn nhỏ, khách ra vào thành dòng không dứt, náo nhiệt và phồn hoa. Diệp Quân cùng Hiên Viên Lăng chậm chậm bước đi, Diệp Quân hào hứng quan sát xung quanh, phải nói rằng ngôi sao màu xanh này đúng là một chốn ngập tràn không khí sinh hoạt bình dị. Ở vũ trụ Quan Huyên, ngày ngày mọi người chỉ thường tập trung vào một việc là tu luyện, thậm chí có người bế quan một lần, thế gian đã qua mấy trăm năm, bạn bè thân thích có lẽ đã ra đi tự bao giờ chẳng hay. Tu hành ở vũ trụ Quan Huyên thực chất chính là một quá trình mài sạch nhân tính tự thân một cách thụ động nhờ thời gian, từ từ đi tới gần thần tính. Nếu không tới hệ Ngân Hà, Diệp Quân hắn cũng sẽ trở thành người như vậy. Tu luyện suốt đời, chiến đấu suốt đời. Nhưng đời người không nên như vậy. Nghĩ tới đó, trên gương mặt Diệp Quân thoáng hiện một nụ cười. Hiên Viên Lăng liếc nhìn Diệp Quân, đôi mắt như nước hồ thu của cô ấy ánh lên sự tò mò. Diệp Quân trong mắt cô ấy thật sự rất thần bí. Người này từ tinh vực khác tới. Hiên Viên Lăng biết, hệ Ngân Hà này có cường giả của Ngân Hà Tông trấn thủ, người bình thường không thể xâm nhập hệ Ngân Hà, càng đừng nói là tới được ngôi sao màu xanh này. Rốt cuộc người này là ai? Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ đó, cô ấy cũng không hỏi, làm người phải có chừng mực. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên dừng chân trước một sạp hàng rong. Chủ sạp đang chiên hai miếng đậu hũ được chiên vàng óng, tản ra một mùi thơm mê người. Chủ sạp cười hỏi Diệp Quân, nếm thử vài miếng chứ? Diệp Quân gật đầu, được. Có ngay đây. Chủ sạp lại vội bỏ thêm hai miếng đậu hũ trắng nõn vào chảo dầu, bắt đầu đảo. Hiên Viên Lăng lặng lẽ liếc nhìn Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, hai miếng đậu hũ đã được chiên xong, chủ sạp bỏ vào hộp đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân nói, cho vào hai hộp đi. Chủ sạp gật đầu, được. Chia đậu hũ chiên thành hai hộp rồi, Diệp Quân cầm một hộp đưa cho Hiên Viên Lăng, Lăng cô nương, nếm thử xem. Hiên Viên Lăng gật đầu, được. Cô ấy cầm chiếc hộp giấy, hiện giờ cô ấy còn đang đeo khăn che mặt nên ăn uống có hơi bất tiện. Tuy là như thế, cô ấy vẫn nếm thử một chút. Diệp Quân đang định trả tiền thì Hiên Viên Lăng đã lấy ra một tờ tiền hoa hạ đưa cho chủ sạp. Thanh toán xong, hai người tiếp tục bước đi. Diệp Quân cười nói, mùi vị này khá được. Hiên Viên Lăng hơi ngạc nhiên, hỏi, anh Diệp, bên chỗ các anh không có loại đồ ăn này sao? Diệp Quân lắc đầu, không có. Hiên Viên Lăng thoáng liếc nhìn hắn, nhưng không bình luận gì. Diệp Quân cười bảo, cảm ơn Lăng cô nương đã mời tôi ăn đậu hủ. Để hôm nào tôi mời cô nếm thử những món ngon chỗ chúng tôi. Hiên Viên Lăng ngạc nhiên, món ngon gì? Diệp Quân đáp, thịt rồng. Hiên Viên Lăng trừng to mắt, không biết nói gì. Thấy thế, Diệp Quân liền biết cô ấy không tin, nhưng hắn cũng không giải thích gì thêm, bởi vì không tin mới là bình thường, nếu tin ngay thì mới kỳ quái đó. Hai người đi dọc phố đêm, rất nhiều thứ trên đường phố đều khiến Diệp Quân tò mò, những khi ấy. Hiên Viên Lăng sẽ giới thiệu sơ qua cho hắn. Hai người đi trên đường đã thu hút khá nhiều ánh nhìn, đặc biệt là Hiên Viên Lăng, hôm nay cô ấy vẫn vận đồ trắng, tuy còn đeo khăn che mặt nhưng từ vóc người và đôi mắt mà xét thì không khó đoán cô gái này là một người đẹp xuất chúng. Đặc biệt hơn nữa, bộ trang phục trên người cô ấy còn là trang phục kiểu cổ. Trông cô ấy đặc biệt nhẹ nhàng thanh thoát, động tác phiêu diêu tựa như tiên nữ.
Lúc này, một bên đường đột nhiên truyền lại những tiếng động cơ mô tô gào rít inh ỏi, Diệp Quân quay đầu nhìn, dàn mô tô xé gió lướt qua trên đường, âm thanh cực kỳ chói tai, khiến bao người phải cau mày. Diệp Quân không nhìn theo, hai người tiếp tục đi, nhưng vào lúc này, mấy chiếc mô tô kia lại vòng trở về, dừng trước mặt hai người. Đám người có 6 gã, ăn vận hết sức thời thượng, tóc sặc sỡ đủ loại màu, thoạt nhìn rất ăn chơi hầm hố. Cầm đầu là một gã thiếu niên, tóc kiểu gáo dừa, quần bó, hai cánh tay đầy hình xăm, trông đặc chất lưu manh vô lại. Gã thiếu niên nhìn Hiên Viên Lăng, cười hình hệch, người đẹp, làm quen chút chứ. Sau lưng thiếu niên, đám trai trẻ sôi nổi kia lập tức hú hét quái dị. Diệp Quân liếc nhìn đám thiếu niên rồi quay sang phía Hiên Viên Lăng, ngờ vực hỏi, chẳng phải nơi này có luật pháp à? Hiên Viên Lăng bình thản nói, thế giới này âm u tối tăm lắm, ở những nơi chúng ta không nhìn thấy, mỗi ngày đều phát sinh những sự việc hắc ám rợn người. Diệp Quân gật đầu, cũng phải. Thấy bị ngó lơ, thiếu niên kia tức thì sầm mặt, rời xe bước tới trước mặt Hiên Viên Lăng, người đẹp, không nể mặt nhau chút à. Hiên Viên Lăng dửng dưng không nhìn, đúng lúc này, đột nhiên có hơn chục vệ sĩ mặc vest từ bốn phía ập đến, vây chặt lại, đám thiếu niên kia lập tức biến sắc, định chạy trốn, nhưng chân còn chưa kịp động thì đã bị hơn chục họng súng kê ngay đầu. Mấy gã thiếu niên kia đã tái nhợt mặt mày, thiếu niên cầm đầu vội nhìn Hiên Viên Lăng, liên tục xin tha. Hiên Viên Lăng bình thản nói, đưa bọn chúng vào ngục tối, chọn cho bọn chúng 20 người cao lớn vạm vỡ, cho hai bên, giao lưu vui vẻ, một phen. 20 người cao lớn vạm vỡ. Diệp Quân nhìn sang phía Hiên Viên Lăng thoáng đỏ mặt. Nghe thấy lệnh của Hiên Viên Lăng, những vệ sĩ kia lập tức kéo đám thiếu niên đi khỏi đó. Hiên Viên Lăng thoáng liếc qua phía Diệp Quân, hỏi khẽ, liệu anh có cảm thấy tôi quá tàn nhẫn không? Diệp Quân lắc đầu cười cười, sao lại nghĩ thế? Những người này hôm nay gặp phải cô nên mới bị trừng phạt, nhưng nếu hôm nay bọn chúng chọc người khác, còn chưa biết nạn nhân sẽ ra sao đâu. Lũ bại hoại của xã hội mà thôi, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Hiên Viên Lăng hơi mỉm cười, phải. Diệp Quân lại nói, Lăng cô nương, cô tu luyện thế nào rồi? Hiên Viên Lăng lập tức hưng phấn nói, tốt lắm, tôi dùng phương pháp tu luyện do anh tặng, hiện đã đạt tới cấp 9 đỉnh cao, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá cấp 9, trở thành một đại tông sư. Hiện giờ, việc đạt tới cấp độ tông sư chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Diệp Quân hỏi, tông sư lợi hại lắm sao? Hiên Viên Lăng gật đầu, rất lợi hại, đạt tới tông sư là có thể ngự khí mà đi, ngày đi nghìn dặm, ngoài ra. Đang nói, cô ấy chỉ vào một tòa nhà bên cạnh, tòa nhà này cao 6 tầng, nếu tôi đạt tới cấp bậc tông sư thì một quyền là có thể đánh sập. Diệp Quân liếc nhìn tòa nhà kia, khẽ gật đầu, ở nơi này, như thế quả thực cũng tính là mạnh. Hiên Viên Lăng cười nói, là rất mạnh, theo số liệu thống kê của chúng tôi thì toàn bộ thành phố Yến Kinh, số lượng tông sư không quá 3.000 người, trong khi đó, thành phố Yến Kinh có tới mấy nghìn vạn nhân khẩu. Nếu tôi có thể trở thành tông sư ở vào tuổi này thì đó là rất rất mạnh rồi. Diệp Quân cười cười không nói gì. Hiên Viên Lăng chớp mắt hỏi, có phải tầm nhìn của tôi có hơi hạn hẹp không? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi cười bảo, Lăng cô nương, nơi này linh khí loãng, bởi vậy, công pháp tôi tặng cho cô không thể phát huy hết tác dụng, nếu rời khỏi hành tinh này, đến một nơi có linh khí dày đặc hơn, với thiên phú của cô, chắc chắn cô sẽ đạt tới một độ cao khác. Hiên Viên Lăng thoáng trầm tư. Diệp Quân tiếp tục, với thực lực của Lăng cô nương đây, hẳn là có thể rời khỏi nơi này, đúng không? Hiên Viên Lăng gật đầu, tôi là học viên được tuyển thẳng. Diệp Quân khó hiểu, học viên được tuyển thẳng. Hiên Viên Lăng giải thích, học viên được Học viện Ngân Hà tuyển thẳng. Sau khi vào Học viện Ngân Hà, chỉ cần qua được sát hạch thì một năm sau, tôi có thể tới Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông. Diệp Quân gật đầu, đã hiểu. Hiên Viên Lăng nhìn về phía Diệp Quân, hỏi, anh cũng muốn đến Ngân Hà Tông? Diệp Quân gật đầu, phải. Hiên Viên Lăng cười nói, tức là, anh cũng muốn tới Học viện Ngân Hà để học tập. Đi làm học viên. Diệp Quân lắc đầu, hắn không có hứng thú đi làm học viên gì đó. Hiên Viên Lăng chợt nhắc, chúng ta sắp tới nơi rồi. Diệp Quân dứt khỏi dòng suy tư, khẽ gật đầu. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, anh Diệp, người anh muốn tìm cũng là người từ nơi khác đến sao?
Diệp Quân gật đầu, phải. Hiên Viên Lăng hỏi, lợi hại không? Diệp Quân đáp, rất lợi hại. Chân thần, nhất định lợi hại rồi, đến cả chủ nhân bút đại đạo còn bị đánh bại nữa mà. Hiên Viên Lăng lại hỏi, so với anh thì thế nào? Diệp Quân trợn mắt, à thì, lợi hại hơn tôi một chút. Hiên Viên Lăng lắc đầu, tôi không tin, trên đời này chắc chắn không có ai lợi hại hơn anh được. Diệp Quân chỉ cười ha ha, không nói gì. Hiên Viên Lăng lại chỉ về phía xa xa, đến nơi rồi. Diệp Quân nhìn theo phía Hiên Viên Lăng chỉ, cách đó không xa là một chiếc cầu vượt, rộng vài trăm thước, trên đó, dòng người đang qua lại tấp nập. Chân thần! Diệp Quân hít sâu một hơi, thành thật mà nói, nghĩ đến chuyện gặp người phụ nữ này, hắn vẫn khá khẩn trương, nhớ đâu người phụ nữ này ra tay đánh mình thì phải làm sao? Dù Tu Vi không bị phong ấn, thực lực hiện nay của mình so với người đó vẫn có chênh lệch nhất định. Hiên Viên Lăng nói, đi thôi. Diệp Quân chấm dứt dòng suy tư, gật đầu, được. Hai người nhanh chóng lên cầu vượt, Diệp Quân nhìn quanh, hai bên lối đi có khá nhiều người đang bày sạp bán hàng, có bán đồ ăn, có bán đồ chơi, cũng có sạp bán những món đồ linh tinh lặt vặt khác, rất đa dạng. Diệp Quân ngó quanh, tìm kiếm vị bán sách kia. Nhưng nhìn khắp một lượt, vẫn không thấy ai bán sách. Diệp Quân thoáng cau mày, lẽ nào hôm nay không tới? Lúc này, Hiên Viên Lăng bỗng bước tới một sạp hàng, hỏi, ông chủ này, cô gái bán sách kia đâu rồi? Ông chủ sạp cười nói, hình như hôm nay cô ấy chưa tới thì phải. Hiên Viên Lăng quay đầu về phía Diệp Quân nói, vậy chờ một chút xem sao. Hiên Viên Lăng gật đầu, được. Diệp Quân nhìn quanh, cuối cùng bước tới trước một sạp bán dưa, cầm một miếng lên nếm thử, rất ngọt. Ông chủ sạp liếc nhìn Diệp Quân một cái, nói, giống thật. Diệp Quân nhìn ông chủ sạp, thắc mắc, giống. Ông chủ sạp gật đầu, cậu trông rất giống một người. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, giống ai? Ông chủ sạp nói, không lâu trước đây, có một nam một nữ đã tới đây bán dưa, nữ trông rất xinh đẹp, hệt như tiên nữ vậy. Còn nam đi với cô ấy thì mặc đồ trắng, trông rất giống với kiểu áo quần của cậu, ừ, cả diện mạo cũng giống luôn. Cậu đẹp trai hơn người đó một chút. Diệp Quân sững sờ. Cha! Cô! Hắn vội hỏi, bọn họ có còn tới nữa không? Ông chủ sạp lắc đầu, sau lần đó, không thấy họ tới đây nữa. Diệp Quân còn định hỏi thêm điều gì thì bên tai chợt vang lên một tiếng reo mừng rỡ, Từ Chân, cô tới rồi. Từ Chân, nghe thấy cái tên này, Diệp Quân lập tức cứng người lại. Từ Chân, Diệp Quân nghe thấy cái tên đó liền vội quay đầu, cách nơi này không xa có một cô gái đó vận bộ váy dài màu vàng nhạt, nhan sắc tuyệt đẹp, tóc dài xõa vai, bên hông quấn một sợi dây lưng bằng tơ màu tím, vóc dáng yểu điệu thướt tha, trên tay còn ôm năm, sáu quyển sách. Nhìn thấy cô gái đó, Diệp Quân liền biết, vị này chính là chân thần. Diệp Quân lẳng lặng đánh giá cô gái trước mặt, phong thái của chân thần thực ra cũng có đôi phần giống với Tử Nhu, nhưng Tử Nhu là kiểu bên ngoài nhu hòa, bên trong thâm sâu, khôn khéo mẫn tiệp. Còn cô gái này, nhu hòa là thật sự nhu hòa, xinh đẹp nho nhã lại điểm chút mềm mại, khiến người ta khó lòng liên tưởng cô ta từng là vị chân thần vô địch kia. Diệp Quân thật sự rất bất ngờ. Vô cùng bất ngờ. Trong tưởng tượng của hắn trước đây, chân thần hẳn là dạng người lạnh lùng xa cách, hoặc thuộc kiểu người khiến người ta nhìn vào đã nể sợ. Nhưng thực tế không phải như vậy. Vị chân thần trước mắt đây hoàn toàn không có một chút khí thế áp đảo, nụ cười nhẹ gắn trên môi, vẻ nhu hòa như gió xuân ấm áp. Từ Chân cũng đang quan sát Diệp Quân, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Khi Diệp Quân còn đang trầm mặc, Từ Chân đột nhiên cất tiếng chào, xin chào. Diệp Quân do dự giây lát, hỏi cô có quen ta? Từ Chân gật đầu, có quen. Diệp Quân nhìn Từ Chân, ta nên xưng hô với cô thế nào? Từ Chân chớp mắt, cậu có thể học mấy đứa nó, gọi ta là đại tỷ. Đại tỷ. Diệp Quân trầm mặc, hiển nhiên chân thần đã biết chuyện của hắn và Từ Thụ. Hiên Viên Lăng nhìn Từ Chân rồi lại quay sang nhìn Diệp Quân, ánh mắt tràn đầy tò mò. Từ Chân bước tới một góc, ngồi xuống. Bày những quyển sách trên tay rồi nói, cậu tới đây là để tìm ta. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Từ Chân liếc nhìn Diệp Quân, cười cười, nhưng không nói thêm gì.
Hiên Viên Lăng đang đứng cạnh Diệp Quân, thấy thế bèn nói, hai người cứ trò chuyện với nhau đi, nếu anh Diệp có cần gì thì hãy liên lạc với tôi. Nói đoạn, cô ấy quay đầu đi khỏi đó. Diệp Quân bước tới bên cạnh Từ Chân, do dự giây lát rồi hỏi, Từ Nhu và Từ Thụ đã tới hệ Ngân Hà, tỷ có biết không? Từ Chân gật đầu, biết. Diệp Quân vội hỏi, vậy tỷ biết họ đang ở đâu không? Từ Chân chỉ mỉm cười, không đáp. Diệp Quân nhìn chằm chằm Từ Chân, Từ Chân đột nhiên hỏi, Từ Thụ có em bé rồi à? Diệp Quân gật đầu. Từ Chân khẽ cười, đợi nó ra đời, có thể cho nó làm thần chủ, thống trị chân vũ trụ. Diệp Quân do dự một lát rồi hỏi, chân vũ trụ chẳng phải là của tỷ sao? Từ Chân cười nói, con của bọn họ cũng là con của ta, không có gì khác nhau. Diệp Quân trầm mặc. Hẳn, vẫn có điểm khác nhau chứ nhỉ? Đúng lúc này, trên cầu vượt có ai đó hô to, đội trị an tới rồi. Nghe thấy thế, đám người trên cầu đều ngoái nhìn Từ Chân, Từ Chân vội vã gom số sách trước mặt, kéo Diệp Quân, kêu lên, chạy mau chạy mau. Diệp Quân. Từ Chân kéo tay Diệp Quân chạy thục mạng hồi lâu, thấy không ai đuổi theo mới thở ra một hơi, gương mặt tuyệt đẹp đã hồng rực lên, diễm lệ vô song. Diệp Quân liếc nhìn Từ Chân, hỏi, tu vi của tỷ cũng bị phong ấn rồi sao? Từ Chân chớp mắt, đúng vậy đó. Diệp Quân trầm mặc. Cha mình đỉnh ghê vậy à? Ngay cả chân thần cũng có thể trấn áp được. Từ Chân đột nhiên nhoẻn cười, ta mời cậu ăn nhé. Nói đoạn, cô ta dẫn Diệp Quân tới một quầy đồ nướng, gọi khá nhiều món, sau đó ngồi vào bàn, đặt sách sang một bên. Diệp Quân chỉ lẳng lặng nhìn Từ Chân, không nói gì. Từ Chân cười bảo, trên mặt ta có hoa hà. Diệp Quân cười cười, tỷ không giống như những gì ta tưởng tượng. Từ Chân hỏi, không giống thế nào? Diệp Quân gật đầu, ta vốn cho rằng tỷ là người rất xa cách và lạnh lùng. Từ Chân hơi nhếch miệng, giống như Tiểu Kính. Diệp Quân nói, thực ra tỷ ấy không đến mức đó. Từ Chân mỉm cười, cậu không tới tìm ta thì ta cũng sẽ qua tìm cậu. Diệp Quân ngạc nhiên, vì sao? Từ Chân cười bảo, cậu chính là em rể ta, tất nhiên ta phải gặp xem thế nào. Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi hỏi, tỷ có biết ta là người của vũ trụ Quan Huyên không? Từ Chân gật đầu, biết. Diệp Quân nhìn cô ta, hai vũ trụ đã đánh nhau rất lâu. Lúc này, xiên nướng đã được bưng lên, Từ Chân lấy một xiên thịt đưa cho Diệp Quân, ăn đi. Diệp Quân nhận lấy, cảm ơn. Từ Chân cắn miếng thịt, cười bảo, ta chỉ lấy ví dụ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Từ Chân nói, bên cạnh có hai, ba con kiến đánh nhau, liệu cậu có hứng thú không? Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Từ Chân mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn thịt. Diệp Quân hiểu ra. Cô gái trước mặt đây cũng giống như cô váy trắng cùng ông nội vậy, có rất nhiều thứ, bọn họ chẳng quan tâm nữa. Thần tính. Có lẽ trong họ vẫn còn nhân tính, nhưng phần nhân tính đó chỉ dành cho một vài người đặc biệt. Giống như cô váy trắng với cha vậy. Từ Chân lại cầm một sâu thịt dê, cắn một miếng. Nói tiếp, thực ra, kẻ địch của chân vũ trụ không phải vũ trụ Quan Huyên, mà kẻ địch của vũ trụ Quan Huyên cũng không phải là chân vũ trụ. Diệp Quân hỏi, vũ trụ kiếp? Từ Chân đáp, vũ trụ kiếp chỉ là một trong số đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.